Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện của tác giả Thuận Thiên và tác giả Kiều My. Hai câu chuyện đều rất là hay và hấp dẫn. Và nếu như nói về yêu thích câu chuyện nào hơn so với hai câu chuyện buổi tối ngày hôm nay, thì bản thân Thuận sẽ yêu mến câu chuyện thứ hai. Không phải là câu chuyện đầu không hay, nhưng ở câu chuyện thứ hai thì Thuận thấy rằng có rất là nhiều đáng để chúng ta chú ý đón nghe theo dõi và bàn luận về câu chuyện đó. Mời quý vị cùng đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Mặt trời buông thõng những tia nắng cuối ngày trên đỉnh nóc ngôi giáo đường của thôn Tân Ngọc. Mấy hồi chuông dài gióng lên báo hiệu giờ học giáo lý đã đến. Kiều đứng nép vào bức tường bên ngoài gian công thánh, ngắm nhìn lên bức tượng Chúa Giêsu được lồng trong hộp kính có khung viền màu xanh đậm đang đặt nghiêm trang chính giữa gian nhà thờ. Kiều khe khẽ nhắm mắt, đưa tay làm dấu thánh giá và lẩm rẩm mấy câu kinh cầu nguyện trước khi rời đi. Men theo những bức tượng mới quét vôi màu trắng xóa, Kiều đến một gian phòng nằm sau khu giáo đường, rồi đưa ánh mắt nhìn qua khung cửa sổ. Căn phòng này được xây dựng đã khá lâu, bây giờ dùng nó làm nơi cho mọi người học giáo lý. Trong buổi học hôm nay, người dạy dỗ các con trên non là Trọng. Hai người dân thôn Tân Ngọc này vẫn luôn luôn thành kính gọi là thầy Trọng. Trọng năm nay tuổi chưa đến 30. Khi tốt nghiệp xong chương trình đại học về địa phương, Trọng được cha xứ tín nhiệm và giao cho một nhiệm vụ quan trọng là đi học thêm một lớp về sư phạm giáo lý ở mãi giáo xứ Thanh Hiền, tuốt tận miền Nam. Trọng vui lắm, cậu nhận lời ngay. Niềm tin tín ngưỡng trong Trọng hết sức mãnh liệt. Cậu thấy đây là một niềm vinh hạnh hết sức lớn lao trong cuộc đời mình. Sau hơn 2 năm theo học, giờ đây Trọng đã là một người thầy rất giỏi và có duyên trong việc giảng dạy các bài giáo lý, đặc biệt là cho các con chiên non. Kiều đứng chăm chú nhìn Trọng, thỉnh thoảng cô lại mỉm cười một cái, có vẻ như trong lòng Kiều đang rất vui. Ánh mắt Kiều không rời khỏi Trọng, cô dõi theo từng lời nói cử chỉ của Trọng. Kiều kém Trọng đến 4 tuổi, năm nay nàng cũng vừa hoàn thành xong chương trình đại học, và mấy hôm nay Kiều đang ấp ủ một dự định là được gặp Trọng và giải bày tâm nguyện của mình về việc muốn theo học một khóa về sư phạm giáo lý để có cơ hội về đây giảng dạy cho mọi người. Trong lớp học, đám trẻ con đang chăm chú nghe thầy Trọng giảng. Lối giảng giải của thầy rất dễ hiểu, vì Trọng rất biết cách biến những con chữ vốn dĩ khô khan kia trở thành thứ gì đó nó mềm mại, làm cho đám trẻ thấy thích thú mà hiệu quả tiếp thu lại cao. Có một giọng nói ngây thơ cất lên. Thầy ơi, thầy kể cho chúng con nghe về câu chuyện Giuđa bán Chúa đi ạ. Trọng mỉm cười, làm hiểu cho học trò của mình ngồi xuống rồi tiếp. Được rồi, bây giờ cũng gần đến giờ nghỉ rồi. Hôm nay thầy sẽ kể cho các con nghe về câu chuyện này nhé. Cả lớp đồng loạt vỗ tay. Trong những buổi giảng dạy của mình, Trọng luôn tìm cách để chèn những mẩu chuyện có liên quan để kể cho học trò của mình nghe. Trọng muốn khi kết thúc kỳ học thì ngoài việc nắm vững được giáo lý thì các em còn có kiến thức về những câu chuyện liên quan đến đạo Công giáo, đạo Kitô hay Chúa Giêsu. Chính sự kết hợp thông minh linh hoạt này đã khiến các con chiên non trở nên yêu mến và thích thú với các giảng dạy của Trọng, không còn tình trạng nhàm chán mệt mỏi mỗi khi đến lớp học. Giọng Trọng chậm chậm lại, cậu bắt đầu nhập tâm kể. Ông Giuđa là người thuộc nhóm 12 môn đệ Đức Kitô. Nhóm 12 này được coi là những người được Chúa Giêsu tuyển chọn cách riêng. Bốn phúc âm đều nhắc đến tên ông Giuđa này. Biệt danh của ông là Giuđa Iscariot. Điều hơi đặc biệt là tên ông được nhắc tới không dưới 10 lần, đang khi một số môn đệ khác chỉ được nói tới phớt qua thôi. Một giọng khác lên tiếng hỏi. Dạ, con thưa thầy, bốn phúc âm là gì vậy ạ? Trọng lại cười được cắt nghĩa cho các trò hiểu. Bốn phúc âm tức là bốn cuốn sách phúc âm. Về bốn cuốn sách này thì từ từ thầy sẽ giới thiệu với các con sau. Nhưng các con chỉ cần hiểu cho thầy rằng cả bốn cuốn sách này đều có nội dung là nói về cuộc đời và các lời rao giảng của Chúa. Các con rõ chưa nào? Cả bọn đồng thanh. Dạ, chúng con rõ rồi thầy ạ. Thầy kể tiếp về ông Giuđa đi ạ.
Trọng khẽ gật đầu hài lòng, cậu tiếp tục giảng. Ông Juda thuộc nhóm 12 đã là một vinh dự lớn rồi. Lại có một giọng ngây thơ cất lên. Dạ, con thưa thầy, 12 người môn đồ đó có phải là 12 người trong bức tranh mà hầu như gia đình nhà nào trong thôn ta cũng treo không ạ? Trọng vỗ tay nhẹ nhẹ. Đúng rồi, con giỏi lắm. Đó chính là bức tranh có tên gọi là Bữa ăn tối cuối cùng. Thế tại sao tác giả của bức họa này lại đặt là Bữa ăn tối cuối cùng? Các con có biết không? Các học trò của mình đang ngơ ngác nhìn nhau thì Trọng nói luôn. Bởi vì trong cái đêm hôm đó, Chúa đã bị Giuđa nộp cho phe đối lập các con ạ. Các con nhớ thêm cho thầy, nếu ai có hổ là Giuđa bán Chúa để lấy được bao nhiêu tiền, thì các con sẽ nói ngay là 30 đồng. Các con rõ chưa nào? Cả đám con chiên non lại đồng thanh. Dạ, dạ. Lúc này vô tình đưa ánh mắt liếc ra cửa sổ. Trọng thấy Kiều đang đứng đó với vẻ chăm chú lắm. Cậu vén ống tay áo lên nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn rồi. Bây giờ mà cứ ngồi kể cho hết câu chuyện này thì với tính tò mò hiếu động của lũ trẻ, chúng sẽ hỏi thêm rất nhiều chuyện khác nữa. Vì vậy, Trọng đành dừng ngang câu chuyện ở đây, cho các trò của mình giải tán và xin khất hôm sau sẽ tiếp tục kể. Vừa nghe được lời nói đó của thầy, đám trẻ cho sách vở vào rồi từ tốn bước ra theo hàng lối rất nền nếp. Chờ cho học trò của mình ra hết, bấy giờ Trọng mới xách cặp đi ra. Trọng thấy Kiều đang rảo bước tiến về phía trước, có vẻ như cố tình lảng tránh. Trọng buột miệng gọi. Này, Kiều, em đi đâu vậy? Nghe tiếng gọi, Kiều khựng lại, mặt hơi đỏ. Rõ ràng mục đích của mình là muốn tìm gặp Trọng. Ấy vậy mà mấy hôm nay cứ e thẹn mãi, không dám đối mặt. Đến hôm nay khi Trọng chủ động réo tên mình, thì Kiều lại thấy mặt nóng bừng bừng và tim đập loạn nhịp trong lồng ngực. Trọng dạo bước nhanh hơn nữa, vừa đi vừa nói vọng lên. Đợi anh với nào, thế em đi đâu đây? Kiều ngoái đầu lại, vừa lúc chạm vào ánh mắt của Trọng, cô lưng tưng bảo. Dạ, dạ, em... À, em... Trọng cười phì với thái độ ngượng ngùng của Kiều. Cậu nói. Ờ hay, sao gặp anh mà em có vẻ run thế? Hay anh làm em sợ à? Kiều vội vàng xua tay rồi hồn nhiên như một đứa trẻ. Dạ không, thưa thầy, em... Em gọi anh được rồi, đừng có gọi anh là thầy. Anh ngại lắm đó. Chả nhẽ em cũng muốn làm học trò của anh hay sao chứ? Càng lúc Kiều càng lúng túng, trong niềm nở mạnh dạn đến đâu thì cô lại rụt rè e thẹn đến đó. Bản tính của Kiều vốn dĩ là như vậy. Nếu ai tiếp xúc lần đầu cứ ngỡ rằng cô là một cô gái khó tính vì cô rất ít nói chuyện giao tiếp. Nhưng thực ra thì không phải vậy. Kiều là một cô gái hiền lành và cực kỳ ngoan ngoãn. Đã hơn 20 tuổi đầu rồi, nhưng vẫn phải dùng từ ngoan ngoãn để nói về Kiều thì mới thực sự chính xác. Kiều không có những thú vui đua đòi giống như đám bạn cùng lứa, cũng chưa hề có một mối tình nào. Vì trước đây, lúc còn học phổ thông, Kiều đã hứa với bố mẹ mình là bao giờ học xong đại học, có công ăn việc làm ổn định mới tính đến chuyện yêu đương. Quả nhiên lời hứa đó được Kiều giữ vững cho đến tận bây giờ. Những năm tháng ngồi trên giảng đường, tiếp xúc với những người bạn học đến từ khắp nơi. Người tốt cũng có, người nham hiểm, xấu tính cũng có. Nhiều lúc họ thấy Kiều như vậy nên cũng tỏ ra không hài lòng lắm. Có lần đám bạn cốt ý dụ dỗ Kiều, uống say với ý đồ dẫn Kiều đến các tụ điểm ăn chơi nhảy nhót. Nhưng Kiều tuyệt đối chối từ. Chỉ một cái nhấp môi thôi cũng dứt khoát là không. Cũng có đứa bảo. Sao tao thấy có nhiều thằng đẹp trai theo đuổi thế mà mày không đồng ý hả Kiều? Này, nói cho mày một bí mật nha. Chúng nó toàn bọn con nhà giàu hết đấy. Mày không để ý à? Thằng nào thằng nấy toàn đi mô tô đi học kìa. Kiều cười nhẹ, cô kể lại cho cô bạn của mình nghe về lời hứa của mình trước đây với bố mẹ. Nhất định chưa có công ăn việc làm ưng ý thì chưa yêu. Còn bạn nghe xong nhăn mặt bảo. Ôi giời, mày có vấn đề gì về thần kinh không đấy hả? Thời nào rồi mà còn giữ cái suy nghĩ chật hẹp thế? Mà giả như mày còn non trẻ gì cho cam. Hơn 20 rồi, không yêu để làm gì nữa. Hay là mày kén chọn có phải không? Này, coi chừng đấy nhá. Già kén thì kẹn hom, đánh phải cái thằng còm mới sáng mắt ra. Kiều lặng im không đáp,
Có lẽ cái bản lĩnh nói được làm được trong Kiều nó vững chãi như chính niềm tin của cô đối với Thiên Chúa. Vậy nên cho đến giây phút này, Kiều vẫn là một con chiên ngoan đạo, chưa hề vướng bận vào bất kỳ một tệ nạn hay thói xấu nào. Và đáng nể nhất là Kiều cũng chưa dính dáng đến những chuyện thế tục. Cô vẫn còn giữ cho mình cái ngàn vàng, vẫn còn là một cô thiếu nữ đồng trinh. Nghe câu hỏi có phần cởi mở của chồng, Kiều dần lấy lại được bình tĩnh. Trước mắt cô hoàn toàn là một chàng trai hiền lành, dễ gần chứ không như trong trí tưởng tượng của Kiều. Nhà chồng và nhà Kiều ở cách nhau chỉ mấy căn thôi. Tuy vậy nhưng vì chênh lệch về tuổi tác, cho nên hai anh em cũng ít khi gặp mặt nhau. Và đây cũng là lần đầu tiên trò chuyện cùng nhau như thế này. Kiều đưa tay lên gáy đầu rồi e dè bảo. Dạ, thưa thầy. À, thưa anh, em muốn gặp anh để hỏi chút chuyện, nhờ anh góp ý và tư vấn giùm em ạ. Chồng hơi ngạc nhiên xen lẫn một chút tò mò, không biết là có chuyện gì mà Kiều có vẻ ngập ngừng đến vậy. Cậu hỏi lại. Thế có chuyện gì vậy em? Em cứ nói đi đừng ngại. Người làng người xã cả chứ có xa lạ gì đâu mà em có vẻ thẹn thùng thế. Kiều nghĩ thầm, đúng là thầy giáo có khác, ăn nói chững chạc và chắc chắn quá. Nhưng như vậy thì cũng tốt. Chồng đã nói thế thì đây là cơ hội tốt để mình bộc bạch mong muốn của bản thân. Kiều nói luôn. Dạ, em có mới hoàn thành xong chương trình đại học. Bây giờ em muốn được đi học thêm về lớp sư phạm giáo lý để về giảng dạy cho con em trong giáo xứ ta ạ. Không biết có khó khăn hay vướng mắc gì không ạ? Chồng hỏi. Ờ, em học xong đại học rồi hả? Em học ngành gì đấy? Trường nào? Kiều bắt đầu hòa nhịp dần dần vào câu chuyện. Cô hớn hở bảo. Dạ, em học khoa văn ở trường khoa học xã hội và nhân văn anh ạ. Chồng khen. Em giỏi quá nhỉ? Một cô gái học ngành văn học chắc là nói chuyện hay lắm đây nhờ. Kiều chỉ cười trừ không đáp, rồi cô tiếp tục hướng ánh mắt lên nhìn vào chồng để chờ đợi câu trả lời. Hồi sau chồng mới nói. Em có định hướng như vậy là quá tốt. Bây giờ cũng mới chỉ có mình anh được phân công giảng dạy, thành ra công việc cũng hơi nhiều. Nếu mà được em hỗ trợ nữa thì quá tốt. Có điều chuyện này thì anh không thể quyết định được, nhưng anh sẽ hỏi ý kiến của cha. Kiều mừng rỡ nói. Vâng, vậy em cảm ơn anh trước nha. Có gì thì anh báo cho em biết với nha anh. Trọng gật đầu. Ừ, có gì anh sẽ báo lại, yên tâm đi. Anh tin là cha cũng sẽ đồng ý thôi. Anh rất khâm phục những cô gái như em. Cảm ơn em nhiều nhé. Nhờ những người như em mà anh mới thấy được rằng nghĩa vụ của mình nó quan trọng và đáng quý đến mức nào. Mặt trời đã xuống sát chân trời, bóng tối dần thế chỗ cho chút ánh sáng yếu ớt còn xít lại lúc chiều tà. Trọng nhìn Kiều rồi bảo. Mình về thôi em, cũng muộn lắm rồi. Kiều nói vâng một tiếng rồi cùng Trọng ra về. Chỉ một quãng đường rất ngắn thôi, nhưng hai người họ cũng nói được với nhau kha khá chuyện. Đại khái là những câu xã giao qua lại thôi, nhưng cũng đủ để tạo được ấn tượng với đối phương. Trọng vào nhà trước, Kiều chào tạm biệt rồi cũng rảo bước nhanh về nhà mình. Cô vui lắm, ước nguyện của mình chưa biết có thành hiện thực hay không, nhưng trước mắt nghe được những lời nói ấy từ Trọng, Kiều cũng thấy phấn khởi. Trong bữa ăn chiều hôm ấy, Kiều mang câu chuyện này ra kể cho bố mẹ mình nghe. Kiều cứ tưởng khi nghe xong thì cả bố và mẹ đều sẽ vui mừng và ủng hộ cho cô. Ai ngờ ông Ngạn, bố của Kiều bảo. Cái gì? Sao cả một chuyện lớn như thế mà con không có bản tính trước với bố mẹ là sao hả con? Ít ra con cũng phải nói qua cho bố mẹ biết là dự định của con như nào chứ. Con lại tự quyết như thế là sao hả? Bà Ngạn tiếp lời chồng. Giọng bà không gắt gỏng mà theo chiều khuyên can. Con so bì làm gì với thầy Trọng? Thầy ấy là đàn ông con trai. Còn con bây giờ 24-25 rồi. Tốn bao nhiêu công sức đèn sách ăn học bây giờ không làm việc theo ngành mình học. Lại đua đòi đi học để về dạy giáo lý làm gì hả con? Con nhìn xem, quanh thôn mình, đầy rẫy bọn con gái. Có đứa 2-3 bằng đại học mà cũng có đứa nào nó xông pha vào lựa chọn như con không? Dạy gì thế hả con? Đang yên đang lành lại mang cái ách giữa đảng và cổ làm gì? Câu này thì bà Ngạn chỉ dám nói nhỏ thôi. Bà sợ bà con chung quanh nghe thấy thì bà lại mang tội. Kiều trố mắt nhìn bố mẹ. Tại sao bố mẹ lại có suy nghĩ như vậy ạ? Gia đình chúng ta là gia đình công giáo,
Lẽ ra khi con có nguyện vọng ấy thì bố mẹ phải mừng, phải tự hào về con chứ ạ. Ông Ngạn buông bát cơm xuống bàn, ông đẩy qua một bên rồi kiên trì giải thích cho Kiều. Đồng ý là thế, cơ mà cái gì nhìn cũng phải nhìn thực tế con ạ. Con là con gái, đã vậy lại chưa có gia đình con cái gì. Ông Ngạn không dám bảo mồm nói ra, nhưng trong thâm tâm thì ông cho rằng cái nghề dạy giáo lý đó nó có khác gì ăn cơm nhà, vác ngà voi đâu. Hoặc cho dù có được giả tiền công thì theo ông cũng chẳng đáng là bao. Mặc dù thế nhưng Kiều vẫn một mực bảo vệ quan điểm của mình. Con đã lớn rồi, đã đến lúc con phải tự lựa chọn công việc của mình. Con xin bố mẹ đừng cấm cản con. Bà Ngạn nhìn chồng thở dài. Thì mặc con đấy, bố mẹ cũng chỉ góp ý vậy thôi. Cô bỏ dở bữa cơm, đứng dậy đi vào trong phòng mình. Kiều nhớ về hình ảnh của chồng. Cô ao ước một ngày gần nhất sẽ được đứng trước đám chiên non và giảng dạy cho chúng y như thế. Rồi hạnh phúc khi được nhìn thấy chúng, chăm chú lắng nghe, ghi chép. Khuya ấy đã vào độ 10 giờ hơn rồi. Lúc này Kiều đã chìm sâu vào giấc ngủ ở trong phòng. Bà Ngạn đang chuẩn bị mùng mền thì nghe có tiếng dép ngoài sân. Ông Ngạn ngồi chỗ bàn, ông đứng cổ ra nhìn thì bất ngờ khi thấy thầy Trọng qua nhà mình. Ông thắc mắc, không biết có việc gì mà khuya khoắt thế này thầy còn sang đây làm gì. Nghĩ vậy nhưng ông vẫn đứng lên đon đả chào. Dạ chào thầy, chẳng biết có việc gì mà thầy sang muộn thế này à? Làm vợ chồng tôi nửa mừng nửa lo đây ạ. Trọng niềm nở chào hỏi ông bà Ngạn rồi buông mình ngồi xuống ghế lễ phép thưa. Dạ hai bác cứ gọi cháu là thầy như thế cháu ngại quá ạ. Hai bác cứ gọi bình thường là được rồi ạ. Bà Ngạn từ chỗ giường đi lại, giọng bà hào sảng. Ấy, sao thầy lại nói vậy? Những người như chúng tôi biết ơn thầy nhiều lắm. Có nhiều lúc tôi nghĩ dạy, tôi bảo không có những người như thầy thì con chiên trong xứ đạo này lấy ai mà dạy giáo lý cơ chứ? Ông Ngạn tiếp lời vợ phụ họa. Thì đồng ý là rồi cũng sẽ có, cơ mà để tâm huyết như thầy thì tôi nghĩ chắc là khó tìm. Trong khẽ cười, cậu buột miệng. Dạ nhiều chứ hai bác, chẳng hạn như kiểu nhà mình chẳng hạn à. Ông bà Ngạn nhìn nhau, vô tình chồng nói đến chuyện này, ông bà mới sực nhớ ra là trong bữa cơm chiều hôm nay, con gái mình nó nói là nó cũng đang có dự định nối gót thầy chồng, và ông bà chắc rằng giờ này thầy sang đây cũng là vì việc đó. Quả nhiên là thật, chồng ngó quanh quất một vòng rồi hỏi. Thế Kiều ngủ rồi hả hai bác? Ông Ngạn gật đầu. Vâng, thế có việc gì đấy hả thầy? Con bé nó bảo hôm nay mệt cho nên ăn cơm xong là nó đi nằm rồi ạ. Trọng hơi thất vọng. À thế ạ, cháu tưởng Kiều còn thức. Cháu muốn nói chuyện với Kiều một lát ạ. Chuyện gì ạ thế thầy? Bà Ngạn cố tình hỏi. Dạ cũng không có gì đâu ạ. Chả là chiều nay Kiều có đặt vấn đề với cháu, ngỏ ý muốn nhờ cháu nói chuyện với cha xứ cho Kiều đi đào tạo lớp sư phạm giáo lý để về đây giảng dạy cho mọi người ấy ạ. Hồi nãy ăn cơm xong, cháu có qua nói với cha Hoan về vấn đề này. Cha đồng ý rồi ạ. Cháu qua để báo cho Kiều mừng ạ. Dù đã biết rồi, nhưng ông bà Ngạn vẫn tỏ ra vô can. Ông Ngạn giả vờ hỏi gấp. Thế à? Rồi bắt đầu từ giây phút đó, hai ông bà thay nhau kể lể tâm sự về điều kiện, hoàn cảnh gia đình mình. Kế tiếp họ tha thiết nhờ chồng là hãy nói là tạm thời chưa được. Khi nào giáo xứ cần người thì sẽ gọi Kiều. Trọng cũng hụt hẫng lắm, không ngờ trong xóm đạo này vẫn còn những người mang những suy nghĩ cá nhân như ông bà Ngạn. Nhưng trước những lời lẽ thống thiết của vợ chồng ông bà, Trọng ngần ngừ một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý. Thôi thì, biết rằng nói dối là sai, nhưng nói dối với Kiều một tí để đổi lại được sự ấm êm trong một gia đình thì cũng tạm chấp nhận được. Trọng chào ông bà Ngạn rồi ra về, trong lòng không được vui cho lắm. Trước khi đến đây bao nhiêu dự kiến, nào là Kiều sẽ vui lắm khi nghe mình nói chuyện này, rồi thì tới đây mình sẽ có Kiều là đồng nghiệp, một cô đồng nghiệp hiền lành, dễ mến và rất năng động chịu khó. Nhưng bây giờ thì mọi viễn cảnh đó đã bị đẩy ra khỏi suy nghĩ rồi. Thôi thì cũng đành, dù gì mình cũng không nên làm gia đình họ xào xáo chỉ vì một việc không phải là nghĩa vụ, cũng chẳng phải là trách nhiệm bắt buộc của cô ấy. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều thức dậy từ rất sớm.
cô không hề biết đêm qua chồng đã tới đây và bố mẹ mình đã tìm cách để ngăn cản đam mê của mình. Chính vì vậy, bây giờ Kiều vẫn đang nuôi cái khát khao một cách cuồng nhiệt và cứ đinh ninh rằng chắc chắn mọi chuyện sẽ suôn sẻ mà thôi. Vệ sinh cá nhân xong, Kiều chải lại đầu tóc cho gọn gàng rồi lại đến nhà thờ tìm gặp chồng. Lúc Kiều đến thì lớp giáo lý buổi sáng đã bắt đầu rồi. Vẫn như thông lệ quen thuộc, Kiều ghé lên gian công thánh chắp tay hành lễ xong thì mới men theo lối đi quen thuộc để đến bên cửa sổ đứng xem trọng giảng dạy. Cô nép sát vào bức vách cho nên trọng không để ý thấy Kiều. Cậu vẫn vô tư giảng dạy cho đến khi tới giờ giải tán thì thôi. Đám trẻ lần lượt đi ra, có đứa biết mặt Kiều nên đi qua gọi lớn. À, cô Kiều, cháu chào cô ạ. Kiều mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi cũng gật đầu đáp lại. Từ phía trong, chồng điềm đạm bước ra. Cậu đưa ánh mắt không buồn không vui của mình nhìn về phía Kiều. Cậu biết rằng chỉ độ vài phút nữa thôi, khi mình nói ra những câu nói theo ý định mong mỏi của ông bà Ngạn, thì khuôn mặt rạng rỡ như bông hoa tươi kia sẽ đổi hẳn sang nét buồn bã, tiếc nuối. Kiều thu mình sát bức vách, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhìn trọng chào một câu rồi nhoẻn miệng cười, chờ đợi tin vui từ trọng. Trọng vẫn giữ nguyên nét mặt của mình, cậu chỉ cái ghế đá đang kê dưới gốc cây cau già, cách đó một đoạn rồi bảo. Mình lại kia ngồi nói chuyện đi em. Kiều nói vâng rồi lững thững đi theo ngay phía sau của chồng. Nhìn thấy nét mặt không được vui của chồng, Kiều cũng đã có linh cảm trước về một chuyện không suôn sẻ. Quả là vậy, vừa hạ mình ngồi xuống thì giọng chồng trầm buồn rồi nói. Không được em ạ, cha nói hiện tại thì chưa cần thêm giáo viên. Thành thử ra... Nói đến đây chồng ngừng lại không nói nữa. Kiều cũng tự hiểu ra rằng nguyện vọng của mình coi như không thực hiện được rồi. Tuy vậy nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Dạ không sao đâu anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều nha. Anh nhiệt tình quá. Em thật sự rất biết ơn anh. Là một người nhạy cảm, trọng nhận ra ngay sự đổi khác trong giọng nói của Kiều. Cậu biết trong lòng Kiều giờ đây đang buồn lắm. Nhìn lên khuôn mặt đượm nét ưu tư của Kiều, trọng suýt nữa thì không kiềm chế được lòng mình. Cậu chỉ muốn ôm lấy Kiều vào lòng rồi nói những lời an ủi động viên cho Kiều nguôi ngoai. Nhưng cái nền nếp kỳ cương trong cậu không cho phép điều đó. Trọng dằn lòng mình lại. Đột ngột, trọng thấy sống mũi hơi cay cay, mắt rưng rưng như sắp trào lệ. Chính trọng cũng không hiểu tại sao mình lại dễ bị xúc động như vậy. Kiều ngồi thừ một lúc, đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn về khoảng không trước mặt. Khá lâu sau Kiều mới nói. Thú thực là em cũng buồn lắm ạ. Tự nhiên em thấy hụt hẫng quá. Có lẽ em phải đi đâu đó một thời gian cho khuây khỏa thôi ạ. Trọng ngạc nhiên. Đi đâu? Em tính đi đâu chứ? Rồi nhận thấy sự thái quá trong cách hỏi của mình, nên Trọng bảo chữa ngay. Ý anh là em đi làm hay đơn thuần là đi giải khuây thôi? Kiều lắc đầu khe khẽ. Em cũng chưa biết được ạ. Bây giờ em đang rối lắm anh ạ. Em cần một nơi để lấy lại bình tĩnh và cân bằng bản thân. Trọng chỉ nghe vậy thôi, rất muốn khuyên can vài câu, nhưng lại sợ Kiều hiểu lầm về mình nên cậu đành thôi. Nắng đã lên cao, chiếu xiên qua tán cau, chiếu những tia gay gắt xuống chỗ Kiều và Trọng đang ngồi. Kiều đứng dậy chào Trọng rồi ra về. Trọng ngồi thêm một lúc nữa, cậu ngã người ra thành ghế rồi suy nghĩ vu vơ. Một hồi sau, Trọng cũng đứng lên, đưa tay túm cái cặp da đang đặt bên cạnh mình rồi ra về. Nhưng vừa đứng lên thì Trọng thấy ngay chỗ Kiều vừa ngồi hồi nãy có một chiếc khăn mùi xoa rất đẹp. Chắc là Kiều đánh rơi ở đó. Chiếc khăn được thêu tay rất tinh tế. Bên ngoài viền màu đỏ thẫm, bên trong là hình một bông hoa cúc màu trắng ngà, nhìn cứ như bông hoa thật vậy. Trọng nâng cái khăn lên, ngắm nhìn những họa tiết trên đó một hồi rồi gấp lại và bỏ vào cặp. Định bụng chiều hoặc tối nay sẽ mang trả lại cho Kiều. Kiều về đến nhà khi ông bà Ngạn đã dọn cơm sẵn ở bàn, đang đợi Kiều về ăn. Nhìn nét mặt thẫn thờ của con gái, hai ông bà đoán biết là Kiều vừa mới đi gặp thầy Trọng về và thầy đã nói những lời mà tối qua vợ chồng ông bà tha thiết van nài. Bà Ngạn biết vậy nhưng không đả động gì tới. Bà chỉ nhỏ nhẹ bảo. Ra ăn cơm đi con. Kiều ơi. Kiều vâng một tiếng buồn rười rượi rồi nặng nhọc lê bước ra bàn ăn. Ông Ngạn gắp thức ăn vào bát cho con gái rồi nói.
Đây, con ăn đi. Cá chấm hôm qua chú Liên tát ảo đấy. Ăn mạnh lên con. Kiều không nhập tâm vào câu nói của bố, giọng Kiều như tuột hẳn xuống một tông. Chắc con đi đâu đó mấy hôm đây bố mẹ ạ. Con thấy áp lực quá. Bà Ngạn thở dài thườn thượt. Ừ, thôi thì mà thấy khó chịu bí bách bản thân quá, thì đi đâu đó mấy hôm cho thư giãn đầu óc con ạ. Ông Ngạn cũng gật đầu hưởng ứng ngay. Trong thâm tâm, ông bà nghĩ rằng cứ để con gái đi đâu đó vài hôm, sau chuyến đi chắc chắn nó sẽ không còn muộn phiền tư tưởng về cái chuyện công việc kia nữa. Sau bữa ăn, Kiều vào phòng mình rồi đập vỡ con lợn đất để gom hết số tiền mà cô đã tiết kiệm khá lâu nay để chuẩn bị cho chuyến đi. Kiều gom áo quần và cái túi du lịch, và khi xong xuôi tất cả thì cô xuất phát lên đường ngay. Bà Ngạn chạy theo đưa cho con gái ít tiền rồi bảo: Con đi luôn bây giờ đấy hả? Này, cầm thêm lấy ít tiền, mua gì thì mua. Mẹ cũng còn có chút chút vậy thôi. Đi vài hôm rồi về nha con. Phải gọi điện về cho bố mẹ liên tục nha. Kiều đẩy mấy tờ tiền trên tay bà Ngạn ra rồi nói: Dạ thôi mẹ, con có đây rồi ạ. Mẹ giữ lại đi ạ. Con đi vài ba hôm thôi, cũng không tiêu pha gì nhiều đâu mẹ. Dứt câu, Kiều lững thững bước đi. Ra đến khỏi cánh cổng nhà, Kiều thở phào một cái rồi tự an ủi bản thân. Thôi nào Kiều, mày phải vui lên, mạnh mẽ lên nào. Tuổi còn trẻ, mày còn nhiều công việc để chọn lựa mà. Nói xong câu độc thoại ấy, Kiều mạnh bước tiến ra đường lớn đón xe. Cô dự định sẽ đi lên vùng Tây Bắc một chuyến. Suốt mấy năm trời học ở đất thủ đô, cứ nghe nói về cái độc đáo đặc biệt của vùng Tây Bắc mà chưa có dịp nào đặt chân đến đó. Lần này, nhân tiện lúc bản thân đang cần xả hơi, cô quyết định sẽ thăm thú khám phá cái vùng đất này. Chiếc xe đang chậm chậm tiến đến chỗ Kiều đang đứng. Kiều lầm rầm cầu nguyện vài câu rồi làm dấu thánh giá, xong xuôi mới bước lên. Đây là một việc làm quen thuộc của Kiều trong mỗi chuyến có việc phải đi xa nhà. Chiều hôm ấy khi đến lớp mở cặp sách ra, Trọng nhìn thấy chiếc khăn mùi xoa, cậu mới sực nhớ ra là trưa nay mình quên chưa mang trả cho Kiều. Trọng lôi ra, cầm ngắm trên tay độ mấy giây rồi bỏ lại vào cặp. Chiều nay nhất định phải nhớ để mang sang trả cho Kiều. Chắc mất cái khăn này, Kiều cũng tiếc lắm. Cứ nhìn những đường nét thêu tay trên cái khăn này thì đủ biết người làm ra nó tâm huyết đến nhường nào. Kiều vốn là một cô gái khá khéo tay. Cái khăn tay đó chỉ là một trong số rất nhiều những món đồ mà Kiều tự tay thêu trong thời gian rảnh rỗi của mấy năm đại học. Trong nhà, Kiều treo toàn những bức tranh do đích thân cô thêu. Đúng như dự tính, chiều đó khi tan học, Trọng không về nhà mà tất tả chạy luôn sang nhà ông bà Ngạn. Nhưng khi đến nơi thì Trọng hụt hẫng khi ông bà Ngạn cho biết Kiều không có nhà. Cô đã đi chơi từ trưa nay và dự định mấy hôm về nhà. Tự nhiên Trọng thấy lòng mình trùng xuống. Ơ hay, mình biết Kiều đâu có gì đâu mà sao tự nhiên mình lại buồn khi nghe bố mẹ cô ấy nói như vậy chứ? Trọng tự hỏi lòng mình. Nhưng có lẽ chính bản thân cậu lúc này cũng không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Định bụng sẽ đưa cái khăn cho bà Ngạn cầm hộ, nhưng đắn đo một lúc Trọng lại thôi. Cậu sợ rằng sẽ bị hiểu lầm ra chuyện khác. Không gì thì mình cũng đang được cả thôn này tôn trọng gọi là thầy. Từng hành động dù là nhỏ nhất đều phải thận trọng, cẩn thận. Thiếu gì những hiểu nhầm tai hại trong cuộc sống này, tỉnh ngay mà lý gian là chuyện thường xuyên xảy ra. Trọng trở về khi trời đã tối. Sau khi ăn uống xong, Trọng vào phòng, mở đèn bàn lên rồi lôi trên giá sách cuốn Kinh Thánh Cựu Ước mà cậu đang đọc dở. Nhưng vừa đọc được vài dòng thì đã bị chia trí, không còn tập trung được nữa. Trọng cũng không hiểu hôm nay mình bị làm sao mà lại như vậy. Bình thường khi đã ngồi vào bàn đọc sách thì ai có đánh trống múa rối bên tai, Trọng cũng không bị phân tâm bao giờ. Hôm nay thì khác, tâm trí cứ lơ lơ lửng lửng như trên mây, nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Kiều, dù lý trí đã hạ quyết tâm không được nhớ đến nữa. Nhưng quanh đi quẩn lại thì lại đâu vào đấy. Trọng rời chỗ, khung đôi bàn tay lại rồi vuốt vuốt lên mặt mấy cái liền. Cậu bước ra khỏi phòng, mang theo gói cà phê rồi xuống quầy bếp, lấy phin để pha một ly uống cho tỉnh táo. Lúc này bố mẹ đã đi ngủ cả rồi, cho nên Trọng cố gắng rón rén đi thật nhẹ để không làm họ tỉnh giấc. Bê ly cà phê vào phòng, hôm nay trời có vẻ ngột ngạt quá,
Đã gần nửa đêm rồi mà cái nóng vẫn chưa chịu hạ bớt. Trọng xốp bật cánh cửa sổ trước cái bàn mình đang ngồi đọc sách để đón chút gió trời cho dễ chịu. Những giọt cà phê tí tách rơi, nó chậm rãi chậm chậm như nỗi lòng của cậu. Vừa ngồi xuống, Trọng lại thấy mơn man trong đầu hình bóng của Kiều, cái nụ cười duyên dáng, khuôn mặt hiền hậu ấy sao mà khó quên đến thế cơ chứ. Trọng lôi cái khăn tay trong cặp ra, nâng niu nó trên tay rồi đưa ra trước mặt ngắm nghía một hồi thật lâu. Đột ngột, một cơn gió thổi vào từ cửa sổ. Nó hất cái khăn trên tay của Trọng bay lơ lửng trên giữa không trung. Trọng giật mình, vội đưa tay chộp lấy theo phản xạ. Nhưng chiếc khăn đó cứ bồng bềnh trên không trung phía trên đầu của Trọng, nhìn nó uốn lượn thêm mềm mại như một dải lụa bay trong gió. Giây sau, một cơn gió mạnh hơn thổi vào, xoáy tròn cái khăn đó một vòng rồi cuộn bay ra ngoài song cửa sổ. Trọng thảng thốt, đưa tay với theo nhưng chẳng kịp. Cậu tức tốc lao ra phía cửa chính rồi nhằm hướng đường mà chạy. Lúc Trọng chạy ra đến bên ngoài song cửa sổ, lạ thay cái khăn ấy vẫn đang xoáy tròn trên khoảng không trước cặp mắt ngơ ngác của Trọng. Trọng nhảy lên để chụp lấy, nhưng cứ nhảy thì cái khăn đó lại bay cao hơn một chút. Cuối cùng theo hướng gió, nó cứ phất phơ bay thẳng ra hướng ngoài đường. Nhìn chậm chậm vậy thôi mà Trọng đuổi mãi không được. Mãi khi cơn gió ngưng bặt thì chiếc khăn mới hạ xuống trên một nhánh cây nhỏ gần cột điện sáng ven đường. Trọng đứng thở hổn hển như người lên cơn hen, không giải thích được chuyện kỳ lạ đến mức khó tin này. Bước vài bước tiến về phía trước để nhặt lại tấm khăn, từ phía sau cái cây đó, một người đột ngột bước ra làm Trọng bật ngửa. Cậu thốt lên: "Ôi, lạy Chúa!" Nhưng liền tức thì sự sợ hãi đó biến mất ngay, thay vào đó là một nụ cười hớn hở. "Ơ, Kiều, em về rồi đấy à? Em về khi nào thế?" Nhưng trái ngược với nét hớn hở của Trọng, Kiều chỉ đứng lặng im không đáp lời. Trọng lại nhắc lại thêm một lần nữa: "Kiều, có chuyện gì mà trông mặt em buồn vậy Kiều? Có chuyện gì? Nói cho anh nghe đi." Cái khăn tay lúc này tự động bay lên tay Kiều. Cô túm lấy rồi đưa lên chấm nước mắt đang rì rì ra chỗ khóe mắt. Xong xuôi, Kiều đưa chiếc khăn ra cho Trọng cầm. Trọng nhanh nhảu đón lấy. Thầm tâm, Trọng định sẽ đánh liều túm lấy tay Kiều rồi hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cô. Nhưng khi Trọng chìa tay ra đón mảnh khăn thì bất giác giật mình vì trước mặt cậu chẳng có Kiều hay ai cả, mà chỉ là mảnh khăn tay đang bay lơ lửng giữa khoảng không mà thôi. Trọng buột miệng: "Kiều! Kiều ơi!" Đáp lại Trọng chỉ có tiếng gió đêm vang lên rin rít qua cành lá. Hoàn toàn con đường độc đạo ấy không một vết tích của bóng người nào cả. Trọng thất vọng cầm mảng khăn trên tay rồi đi quay trở vô. Thì ra chỉ là do mình nghĩ về Kiều nhiều quá mà đâm ra ảo tưởng mà thôi. Làm gì có ai đâu. Vào đến trong nhà, Trọng ngồi thụp xuống bàn. Ly cà phê đã giọt hết nước. Trọng đặt viên sang một bên rồi ngửa cổ uống cạn cốc cà phê đắng ngắt mà cũng chẳng cảm thấy cái vị gì cả. Ánh mắt Trọng nhìn đăm đăm vào cái khăn tay mùi xoa đang đặt ngay ngắn trên cuốn vở bên cạnh. Trọng vẫn không thôi thắc mắc về hiện tượng lạ vừa xảy ra với mình. Tại sao lại có một cơn gió kỳ lạ đến mức như thế cơ chứ? Rồi còn hình ảnh của Kiều nữa. Cứ cho là mình nghĩ quá nhiều về cô ấy rồi tưởng tượng ra. Nhưng làm sao mà có thể chân thật đến mức như vậy chứ? Hơn nữa, mọi việc diễn ra ngay dưới ánh điện sáng của bóng đèn đường, chứ có phải ở một nơi tối tăm mờ ảo đâu. Đầu óc Trọng rối ren như bị một đống tơ bị ai mang đi vò nhỏ. Hồi lâu sau, Trọng gục xuống bàn rồi ngủ luôn một giấc cho đến sáng. Trọng uể oải vươn vai thức giấc khi những tia sáng của ngày mới đã rọi xuyên qua khung cửa sổ trước mặt cậu. Trọng bước ra, ông bố đang ngồi pha trà ở bàn. Trọng chào rồi luồn xuống bếp để vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân. Vừa xuống bếp thì bà Cử, mẹ cậu đang nấu đồ ăn sáng, liền bảo ngay: "Này, Trọng." "Dạ, sao đấy mẹ? Thế hôm qua mệt hay sao mà ngủ không biết gì thế?" Trọng ngơ ngác nhìn mẹ chưa hiểu chuyện gì mà mẹ lại nói một câu nửa vời như thế. Trọng chần chừ rồi đáp: "Vâng, tối qua con hơi mệt. Mà có chuyện gì sao mẹ?" Bà Cử vừa đảo đồ ăn trong chảo vừa nói: "Thì lúc gần sáng đây này, con bé Kiều nhà chú Ngạn ý, con bé sang tìm con đấy." Nghe nhắc đến tên Kiều, Trọng bừng tỉnh. Cậu dồn dập hỏi: "Thật à mẹ,
lúc nào thế hả? Bà cử ôn tồn nói, mới lúc tầm 4:30 sáng ấy, mẹ dậy rồi cơ mà đang nằm thêm một lát ở trên giường, thì mẹ nghe có tiếng đập cửa. Nói dài mẹ tưởng là có chuyện gì cơ, mẹ hớt hải chạy ra, tí nữa thì ngã chỗ bàn uống nước đấy. Mở cửa thì hóa ra là con bé Kiều, nó bảo nó sang tìm con có việc gì đấy. Trọng lại hỏi thêm, cô ấy nói gì nữa hả mẹ? Bà cử tiếp, thì nó có nói cái gì đâu, nó chỉ bảo thế, mẹ nói là có việc gì thì cháu cứ vào nhà đã, anh Trọng chắc cũng sắp dậy rồi đó, nhưng nó bảo thôi để cho mày ngủ, rồi nó quay đầu ra về. Như nghĩ ra thêm điều gì đó nên bà cử nói luôn, mà lâu lắm mẹ không gặp nó, dạo này trông con bé nó xuống cấp nhỉ, dạo nó mới đi học đại học ý, trời ơi, nó trắng trẻo mà mập như bút măng vậy đó. Vậy mà dạo này nhìn nó vàng vọt xanh xao quá. Tóc tai thì có lẽ vừa ngủ dậy chưa chải cho nên nhìn chán thật. Mà chắc là có việc gấp lắm đấy cho nên nó mới sang tìm con sớm như vậy. Lát nữa đến lớp còn thử ghé vào xem nó hỏi cái gì nha. Trọng đáp vâng rồi mau chóng vào phòng tắm chải răng rửa mặt. Trong lòng cậu đang vui lắm. Vậy đúng là Kiều đã về thật rồi. Đêm qua mình không hề nhìn nhầm. Bây giờ Trọng rất nóng lòng để gặp cô. Vì vậy cho nên vệ sinh cá nhân xong, Trọng không kịp ăn sáng nữa, vào phòng nhét vội mảnh khăn vào cặp rồi lao đi. Khi Trọng sang đến nhà Kiều, ông Ngạn đang khom người nhặt mấy cái lá vàng úa trên cây hoa giấy ở góc sân. Thấy Trọng sang, ông Ngạn niềm nở chào đón. Chào thầy qua đấy à? Mời thầy vào nhà uống nước. Trọng nhập đề luôn bằng một câu gấp gáp. Kiều đâu rồi hả bác? Cho cháu gặp Kiều một lát à? Ông Ngạn lớn ngớ. Chẳng phải hôm qua thầy sang tôi đã nói rồi sao? Con Kiều nó đi chơi rồi, mấy ngày mới về cơ mà thầy. Từ trong bếp, nghe có tiếng trò chuyện, bà Ngạn bước ra, cầm cái khăn tay đang vắt trên vai lau sơ sài bàn tay rồi nói thêm. Chắc ít nhất cũng phải hết ngày mai nó mới về thầy ạ. Nó mới đi được một hôm mà. Trọng khuôn mặt thất sắc, không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Rõ ràng là mẹ mình nói một kiểu, sang đây bố mẹ Kiều lại nói hoàn toàn ngược lại. Phải chăng mẹ mình cũng nhìn nhầm là ai chứ không phải Kiều? Hay là ông bà Ngạn đang nói dối? Có khi Kiều đang ngủ trong phòng thì sao? Trọng hỏi lại một lần nữa câu hỏi đã quá cũ. Thế Kiều chưa về thật à hai bác? Ông Ngạn bật cười. Chưa thầy ạ. Nó mà về rồi thì thầy cũng thấy chứ. Người chứ đâu phải cái kim đâu thầy. Trọng bước xuống khỏi xe, tiến lại bậc thềm. Cậu ngồi xuống rồi bắt đầu kể lại câu chuyện mà hồi nãy mẹ mình vừa kể. Bà Ngạn nghe xong, bà nén cười rồi nói. Vậy thì chắc bà cử nhìn nhầm rồi. Với lại giả như con Kiều có về, thì cũng đâu có chuyện gì quan trọng đến mức sang có cửa nhà thầy khi trời còn chưa sáng đâu chứ. Trọng đưa tay lên gãi đầu, cậu lẩm bẩm. Sao lại có chuyện kỳ lạ như thế chứ nhỉ? Thời gian không cho phép Trọng nán lại lâu. Cậu chào ông bà Ngạn rồi nộp máy xe và đi. Khi Trọng đến thì học trò của mình đã tập trung đông đủ rồi. Đã hết 2 tháng hè, chương trình giáo lý kỳ này cũng gần hoàn thành rồi. Trọng ngồi thử một lúc lâu, mãi đến lúc có một đứa lên tiếng. Thầy ơi! Lúc này Trọng mới giật mình, đưa tâm trí trở lại thực tại. Nhưng vừa dở cuốn sách ra thì từ phía góc lớp, một giọng bé gái ngồi gần cửa sổ cất lên. Dạ, con thưa thầy, cô Kiều tìm thầy ạ. Trọng phản xạ luôn trong tích tắc. Đâu? Vừa nói Trọng vừa chạy lao ra ngoài. Đúng là Kiều thật rồi, cô đang đứng ngay bên song cửa sổ. Kiều, em về khi nào mà hồi nãy anh qua nhà không gặp? Trọng mau mắn hỏi. Nhưng Kiều không nói gì cả. Cái ánh mắt buồn đến mức đáng sợ của cô cứ nhìn chăm chăm vào Trọng. Không kiên nhẫn được nữa, Trọng dạo bước tiến lại. Nhưng càng đi lại gần thì Kiều càng thụt lùi. Cuối cùng cô cất bước bỏ chạy. Trọng cũng chạy đuổi theo. Được một quãng ngắn đến chỗ cái ghế đá kê dưới cây cau già thì Kiều biến mất không một dấu vết. Trọng như chôn chân tại chỗ, ánh mắt liến thoáng đảo quanh. Tuyệt nhiên chỉ một không gian trơ trọi mà thôi. Trọng chán nản ngồi phịch xuống cái ghế đá, một hồi sau mới vào lớp. Mấy đứa học trò dù còn nhỏ tuổi, nhưng hình như nó cũng thấy sự khác lạ đang hiện hữu trên khuôn mặt của thầy giáo nó. Chúng cứ đăm đăm nhìn vào Trọng. Lúc này Trọng cũng không còn tâm trạng để ý gì nữa,
đầu cậu đang đau buốt vì mọi chuyện thực sự quá kỳ lạ, cậu không thể giải thích được. Giá như không là một người có niềm tin mãnh liệt vào Chúa thì cậu đã mạnh dạn khẳng định mình vừa gặp ma. Nhưng những người theo đạo như Trọng thì khái niệm về ma hoàn toàn không có. Trọng bỏ mặc đám học trò ngồi bên dưới chờ đợi, cậu lại lấy mảnh khăn ra xem. Từ từ lật mở từng nếp gấp đến khi mảnh khăn hiện ra thì cũng là lúc Trọng hét lên. Giê-xu ma, lạy Chúa tôi! Rồi Trọng buông luôn cái khăn ra, làm nó bay xuống đất. Trọng bó gối ngồi run lẩy bẩy trên chiếc ghế đầu nhỏ. Trên mảnh khăn ấy, chính giữa bông hoa cúc trắng vừa hiện lên gió mồn một dòng chữ rất ngắn gọn. Em chết rồi. Đáng sợ hơn, mấy từ đó hình như được viết bằng máu thì phải. Mấy đứa nhỏ thấy thầy mình như thế, một thằng ngồi ngay bàn đầu tiên chạy ngay lên cầm tấm khăn lên rồi mang lại bàn cho Trọng và hỏi. Dạ, thầy sao vậy à thầy? Trọng thở mạnh, xua tay nói thầy không sao. Người vẫn run khi liếc mắt nhìn về mảnh khăn đó. Lúc này dòng chữ máu đó đã biến mất hoàn toàn. Trên mặt bàn là một cái khăn mùi xoa bình thường mà Trọng mấy hôm nay vẫn thấy. Trọng choáng váng, mắt lạc thần. Lát sau mới lấy lại chút khí sắc, cố gắng nói mấy lời cho học trò ra về, với lý do hôm nay thầy mệt. Các trò vừa ra về thì Trọng cũng đứng lên ngay. Cậu vội vã lao xe về nhà, tinh thần cứ hư hư ảo ảo, không hiểu đầu đuôi thế nào. Khi vừa về đến, bà Cử nhìn thấy con hôm nay bỗng nhiên về giữa trường mà sắc mặt không hề bình thường chút nào. Bà vội hỏi, con mệt hả Trọng? Sao mặt tái mét đi thế kia? Trọng vâng đại khái một tiếng cho có lệ, rồi thẳng đường vào phòng luôn. Nhưng ông Cử vội gọi lại, à con. Bị bố gọi giật, Trọng bất giác quay phát lại. Ông Cử vẫy tay lại nói, khi nãy lúc mẹ mày đi chợ, con bé gì nhà ông Ngạn ấy nhỉ? À, con bé Kiều, nó sang tìm mày nhưng mà bố bảo mày không có ở nhà. Trọng dồn dập hỏi, bố ơi, Kiều sang hả bố? Cô ấy có nói gì không hả bố? Ông Cử hơi lạ vì thái độ gấp gáp của con trai mình. Ông vẫn điềm đạm, không, nó chỉ hỏi vậy thôi. À, nó có dặn bố là nếu mà con về thì đưa cho con mảnh giấy này. Vừa nói, ông vừa lôi ra từ ngăn tủ chỗ bàn rồi nói tiếp. Cơ mà chắc con bé vội quá cho nên lấy nhầm rồi. Trọng khó hiểu nhìn bố. Là sao hả bố? Thì ở đây này, một mảnh giấy trắng có gì đâu. Con bé bộp chộp quá, đưa một cái. Bố chưa kịp mở ra xem, quay trước quay sau là thấy nó về từ khi nào rồi. Vừa nói, ông vừa đưa mảnh giấy đang cuộn tròn về phía Trọng. Trọng dè dặt đón lấy rồi từ tốn răng ra xem. Y hệt như những nét chữ trên mảnh khăn tay kia mà hồi nãy Trọng thấy ở lớp học. Hàng chữ hiện rõ rệt trên trang giấy với nội dung, em chết rồi, anh đến ngọn đồi Ngọ Môn tìm xác em. Trọng thấy xung quanh mình như sụp đổ. Đến nước này thì không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Đúng thật mình đã gặp những chuyện ma quái. Mà còn một điều nữa, lúc này Trọng không dám nghĩ tới là Kiều có thể đã chết rồi. Nhìn thấy con trai cứ giăng mảnh giấy trắng ra rồi trố mắt nhìn chăm chăm vào hướng đó như người bị chết đứng, bà Cử chạy lại giật tay con trai. Này, con làm gì mà có mảnh giấy trắng mà con cứ đứng như phỗng đá thế hả con? Trọng run run. Kiều, cô ấy chết rồi. Bà Cử thẳng thốt, bà bấu mạnh vào tay con trai. Hả? Con nói linh tinh cái gì đấy Trọng? Ông Cử cũng ngước mắt lên, há mồm nhìn Trọng đăm đăm. Ông không hiểu con mình bị thế nào, tự nhiên nhìn chăm chú vào tờ giấy trắng, rồi đờ đẫn như người mất hồn. Bây giờ lại ăn nói linh tinh trên trời dưới bể. Ông đứng lên tiến lại gần xem Trọng bị làm sao, thì vừa lúc này Trọng đun đun giọng nói một mình. Đổi ngọ môn. Kiều ơi, em đợi anh. Anh đi đến với em đây. Vừa dứt câu, Trọng lao đi như tên bay ra ngoài đường chính trong ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa hoảng hốt của bố mẹ. Tay Trọng run rẩy móc điện thoại trong túi quần ra để gõ tìm địa điểm của ngọn đồi mang tên Ngọ Môn kia. Nhưng vừa đút tay vào bao thì Trọng liền kéo ngay ra. Không có cái điện thoại nào trong đó cả, mà thứ Trọng vừa lôi ra lại là mảnh khăn tay kia. Nhưng dường như lúc này nó không còn làm cho Trọng hãi hùng nữa. Trọng bỏ lại nó vào bao,
rồi mò tay sang túi quần bên này. Bấy giờ mới đích xác là bên vỏ điện thoại. Trọng tay run nên không gõ được chữ. Cậu ấn vào biểu tượng micro rồi thả giọng mình vào đó, nói ba từ: đổi ngọ môn. Liền lập tức địa điểm muốn tìm kiếm được hiện lên. Trọng xác định đích xác ngọn đồi đó nằm ở tỉnh Thiên Thanh thuộc vùng Tây Bắc. Liền tức khắc, Trọng chạy ra đường lớn bắt xe đi ngay. Trên xe, Trọng vẫn không thôi nghĩ về Kiều. Cậu run như người lên cơn sốt rét vậy. Nhưng chút lý trí cứng cỏi còn sót lại vẫn thôi thúc cậu suy nghĩ tích cực rằng nhất định Kiều sẽ không sao. Chỉ là mình lo lắng quá rồi nghĩ lung tung mà thôi. Xe chạy một mạch đến chiều muộn thì tới tỉnh Thiên Thanh. Nhưng theo như chỉ dẫn trên bản đồ thì phải đổ nửa tiếng nữa mới tới huyện Thiên Thu, nơi có ngọn đồi mang tên Ngọ Môn. Hơn 30 phút sau, khi xe trả khách ở huyện Thiên Thu thì Trọng cũng theo đoàn người đó đi xuống. Trời lúc này cũng ngả bóng về chiều rồi, Trọng cần phải chạy đua với thời gian. Cậu giật tay một vị hành khách vừa xuống cùng với mình rồi khẩn thiết hỏi: Bác ơi, làm ơn chỉ dùm cháu đường đến đồi Ngọ Môn à? Người đàn ông nhiệt tình, ông thả cái ba lô đang xách trên tay xuống rồi cụ thể bảo: Bây giờ cậu đi thẳng đây, dọc con đường độc đạo ra cánh đồng. Đi hết cánh đồng đó, cậu rẽ sang tay trái rồi cứ vậy đi thẳng là tới. Trọng nói cảm ơn rồi tức tốc chạy ngay. Theo chỉ dẫn của người đàn ông đó, Trọng cắm đầu cắm cổ chạy không biết mệt mỏi, cho đến khi tới chân ngọn đồi thì dừng lại thở phì phò. Đứng sát chân đồi, Trọng thấy trời đang mỗi ngày một tối hơn, đang dốc hết sức để lao lên phía trên thì bất ngờ, trong cái không gian yên ắng của buổi chiều tà ấy, Trọng nghe giọng Kiều vang lên lanh lảnh trong gió. Anh ơi, anh Trọng ơi, em ở đây. Tim Trọng đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực chạy ra ngoài. Cậu đưa ánh mắt dâng cao nhìn bốn chung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có gì ngoài cây cối. Trọng hét lên: Kiều ơi, em ở đâu? Gào xong câu đó, giọng của Trọng lạc hẳn đi. Cậu thấy cổ họng mình đau rát đến mức khó tả. Thời điểm này trời rất nhanh tối, mặt trời dường như đã gần tắt hẳn rồi. Từ vách đá trước mặt xuất hiện một đàn đom đóm bay ra, làm cho không gian bất ngờ rực sáng một màu tím tím rất đẹp mắt. Đàn đom đóm bay lại trước mặt Trọng, chúng cứ thế bay vòng tròn quanh người của cậu, làm Trọng đánh ánh mắt nhìn theo đến mức chóng cả mặt mà đàn đom đóm chưa chịu dừng lại. Đến khi mắt đã rời đi, Trọng thấy xung quanh mình một màu đen đặc, cảm giác đang súng cuồng như điên loạn. Rồi như có một điều gì đó thúc giục, cậu lảo đảo chạy theo hướng bay của đàn đom đóm kia. Mặc dù bước chạy không được vững vàng vì đang còn chóng mặt, tuy nhiên Trọng cũng gắng gượng hết sức để rượt đuổi cho bằng được đàn đom đóm phía trước. Lên đến lưng chừng ngọn đồi, đàn đom đóm ấy bất ngờ ngưng bay, chúng tản ra làm cho không gian chỗ đó sáng rực lên. Trọng nằm gục xuống đất, cậu đã quá mệt, không còn đủ sức để làm gì nữa. Trọng nằm úp trên đất, mắt cứ thế nhắm lại một cách tự nhiên. Cho đến khi Trọng tỉnh giấc thì trời đã tang tảng sáng mất rồi. Trọng đưa tay lên đầu đập bồm bộp để nhớ lại những diễn tiến đã xảy ra chiều ngày hôm qua. Trọng nhớ mình đến đây đi tìm Kiều, đến chân đồi thì gặp một đàn đom đóm. Cậu chỉ nhớ được đến đó thôi. Sau đoạn ấy, Trọng đã cố vắt óc nhưng vẫn không thể nhớ ra được gì. Các hình ảnh cứ bị đan cài lộn xộn vào nhau, không tài nào nhớ được chi tiết cụ thể. Trọng nhăn mặt vẻ mệt mỏi, cậu chống gối đứng dậy rồi tập tễnh bước đi theo quán tính. Nhưng bấy giờ thì Trọng mới phát hiện ra một điều, chân mình đang tê buốt, không tài nào mà lê lên được dù Trọng có cố gắng đến mấy. Gượng gạo một hồi nữa nhưng vẫn không ăn thua, Trọng đành bất lực ngồi xuống. Cậu đưa tay đấm thủm thụp vào đôi bàn chân của mình nhưng cũng chẳng có cảm giác gì cả. Đôi bàn chân ấy như đã chết rồi vậy. Trọng không biết làm thế nào cả. Cậu gào lên vẻ uất ức, rồi cứ như vậy, nước mắt từ đâu cứ thế trào ra trên hai khóe mắt Trọng. Khá lâu sau khi đôi mắt đã tê cứng, xót buốt theo phản xạ, Trọng thòng tay vào túi quần để lấy cái khăn ra lau mắt. Lúc đó hành động của Trọng cũng chỉ mang tính chất tự phát thôi, chứ quả thực, Trọng cũng không còn nhớ đến cái khăn tay của Kiều đang trong bao quần của mình đâu. Cái khăn vừa được kéo ra thì liền lập tức nó tuột ra khỏi tay của Trọng, rồi bắt đầu bay lơ lửng, y chang như hồi đêm hôm kia. Trọng rướn người chụp lấy nhưng không kịp, cái khăn đã theo gió bay đi một đoạn khá xa. Nhưng cũng đúng lúc này, đôi chân của Trọng tự nhiên thấy nhẹ bẫng,
không còn tê buốt, nặng trịch như hồi nãy nữa. Lập tức Trọng đứng bật dậy, nằm theo hướng mảnh khăn đó mà lao theo. Hôm nay, mảnh khăn ấy không bay xa, nó chỉ bay một đoạn ngắn thôi rồi dừng lại. Nhưng cũng đúng cái thời khắc mảnh khăn đó không bay nữa, thì cũng là lúc Trọng như muốn đứng tìm, đổ gục ngay tại chỗ vì trước mặt Trọng, mảnh khăn mùi xoa ấy đang nằm trên tay của một cô gái. Cô ta đã chết rồi. Da rẻ vẫn còn như người đang sống, chưa biến sắc, dù vệt máu ở xung quanh miệng đã khô và chuyển sang màu đỏ thẫm. Cô gái đó không ai khác, chính là Kiều, cô gái mà Trọng đã lặn lội đường xá xa xôi lên đây để kiếm tìm. Đau đớn thay, Kiều đã chết rồi. Cô đã tự kết liễu cuộc đời của mình để gìn giữ sự chính trắng của bản thân. Lùi về thời gian cách đây mấy hôm về trước, cái hôm Kiều quyết định đi du ngoạn một chuyến để xả hơi. Có ai ngờ đâu, chuyến đi đó cũng là chuyến đi đưa Kiều lìa xa nhân thế vĩnh viễn. Kiều xuất phát từ đầu giờ chiều, đến khi xuống xe thì trời đã gần về nửa đêm. Lúc đó vì đi suốt một chặng đường xa nên Kiều cũng khá mệt. Cô rảo bước đi một đoạn thì nhìn thấy một tay xe ôm đang đứng đón khách ở dưới gốc cây gần đó. Nhìn chung quanh, lúc này đường khá vắng vẻ. Ngoài tay xe ôm đó ra thì cũng không còn ai tài xế nào khác. Không còn sự lựa chọn, Kiều tiến lại rồi bảo với gái xe ôm đó chở mình đến một nhà trọ nào đó gần nhất để ở tạm. Sáng mai mới bắt đầu cho cuộc hành trình. Kiều đến gần thì mới phát hiện tay xe ôm này nồng nặc mùi rượu, ăn nói lèm bèm như người mớ ngủ. Kiều hơi sợ hãi, định quay mặt bỏ đi thì gã đó gằn giọng gọi lại. Con kia, hỏi rồi không đi hả? Chiều người đấy hả? Vốn là con gái lại đúng lúc nửa đêm, nghe câu nói ấy Kiều run bần bật. Gã kia tiếp tục. Thế có lên đi không thì báo. Vừa lại nhảy, gã ta vừa lăm lăm con dao nhọn trên tay tỏ ý đe dọa. Kiều đành miễn cưỡng gật đầu. Nhưng đi một đoạn thì Kiều thấy gã ta chở mình ra một đoạn đường đồng. Kiều ấp úng hỏi Lý Nhí. Chú ơi, sao lại đi đường này à? Gã xe ôm giải thích. Phải đi qua đoạn này, sang bên kia mới có chỗ cho thuê trọ. Bên này toàn nhà dân không thôi. Ngồi im đi, đừng có hỏi nữa. Kiều đành im lặng, nhưng khi đi qua cánh đồng, càng đi thì Kiều càng cảm thấy có gì đó không đúng. Cuối cùng đến chân ngọn đồi Ngọ Môn thì gã xe ôm chó đẻ kia quyết định dừng xe lại. Bấy giờ bộ mặt thô bỉ của gã mới lộ diện, gã cười lên những tràng cười man dở, chỉ nghe thôi mà Kiều cũng thấy cái rợn rợn chạy khắp cơ thể. Gã cởi phăng cái áo trên người ra, vừa tiến về phía Kiều vừa dở giọng kinh tởm. Em yêu, chiều anh đi. Ở đây em có la cũng không có ích gì đâu. Kiều hét toáng lên, cô quay đầu lại rồi bỏ chạy lên đồi. Đường đi tối tăm lại cộng với những tràng cười ghê tởm của gã xe ôm phía sau, cho nên Kiều chùn bước. Chạy được một đoạn lên đến vị trí cô đang nằm chết thì đuối sức. Gã xe ôm tiến đến, hắn đưa cái thân thể nhơ nhớp của hắn đè lên người Kiều, cố gắng sức vẫy vùng kịch liệt. Nhưng sức vóc của Kiều không thể thắng nổi cái con thú dữ đang khát mồi kia. Cuối cùng, Kiều đã cắn lưỡi tự tử chết. Gã kia đang định thực hiện hành vi khốn nạn của mình thì gã thấy Kiều không còn thở nữa. Gã hốt hoảng co cẳng bỏ chạy bạt mạng. Nhưng chạy được một đoạn thì hoảng loạn và rơi xuống bên vách đá. Kiều chết, cô đã hiện hồn về để tìm mọi cách báo với chồng đến tìm xác cô. Trên tay Kiều, chiếc khăn tay vẫn còn nằm đó. Bông hoa cúc trắng trên mảnh khăn bất chợt lóe lên một tia sáng lung linh. Nó lung linh như tâm hồn của Kiều vậy. Đến bước đường cùng, thà chọn cái chết chứ không cam chịu để thân thể vấy bẩn. Hình ảnh của Kiều sẽ còn đọng mãi trong tâm khảm của Trọng. Một hình ảnh của một cô thiếu nữ đồng trinh. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một tập truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Và bây giờ mời tất cả quý vị cùng đến với tập truyện thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay, mang tên Họa Tâm. Vẽ mặt hoa cứ ngỡ ta là nhất, phấn phai rồi còn lại được chi đâu. Tiếc làm chi phút thăng hoa ngắn ngủi, để sau này ta còn lại được ai. Hát bội, một thể loại nghệ thuật xuất phát từ kinh kịch Trung Hoa xưa, những năm cuối của thế kỷ 13. Sau khi du nhập vào nước ta đã được biến tấu khá nhiều. Về nhạc cụ, về trang phục vẫn có nét tương đồng,
Nói hát bội của nước ta là biến tấu của kinh kịch cũng không hề sai. Những năm giữa thế kỷ 20, hát bội phát triển không ngừng, được gọi là tuồng cổ để phân biệt giữa cải lương và thoại kịch, được người dân ưa chuộng để giải trí. Năm 1947, ở miền Nam xuất hiện một đoàn hát tuồng cổ với dàn nghệ sĩ nổi tiếng và xinh đẹp. Đoàn nổi tiếng không phải vì lời ca tiếng hát, mà là vì trong đoàn có một thiên tài trang điểm. Những nét mực, những cái chạm phấn, những đường vẽ trên khuôn mặt tạo cho người diễn một nét gì đó hút hồn mà không ai lý giải được. Người đó được cả đoàn sùng bái kính trọng, được gọi là anh Hai Nhung. Đào Phủ được anh hòa mặt sẽ lung linh và nổi bật hơn đào chính. Tiếng đồn vang xa, người ta gọi anh Hai Nhung là phù thủy trang điểm. Sơ lược về Hai Nhung, không ai biết anh ở đâu đến, không biết nhà cửa anh từ đâu, chỉ biết anh được trưởng đoàn hát Hương Phủ Sa nhặt về. Thấy anh có khiếu nên để anh trang điểm phụ. Không ngờ đoàn kịch nhờ vào vai Hai Nhung mà phát triển vượt bậc, vượt xa những đoàn hát lâu năm. Nhiều đạo chính bỏ ra nhiều tiền, kể cả uy hiếp để được anh hòa mặt khi ra diễn, nhưng anh không đồng ý. Cuộc đời mà, phải đánh đổi mới có được thứ mình muốn. Danh vọng, sự nổi tiếng, tiền bạc là những gì ai còn sống cũng mơ ước. Vậy họ sẽ nhận lại được hậu quả gì khi nhận được câu hỏi? Hai Nhung chỉ mỉm cười, nụ cười lạnh lẽo vô hồn. Họ tự chọn. Cô Xuân Hương, đạo chính của đoàn hát Thanh Xuân, nổi tiếng với sự xinh đẹp cùng những cử chỉ khi diễn xuất như thần. Cô bỏ ra hơn 500 đồng bạc để nhờ Hai Nhung vẽ mặt cho mình. Nhờ người chuyển lời rồi cầu xin. Sau 3 tháng Hai Nhung đồng ý vẽ miễn phí. Cô Xuân Hương hỏi Hai Nhung. Miễn phí? Tôi sẽ nhận hậu quả gì? Hai Nhung cười, tay vẽ từng đường nét trên mặt cho Xuân Hương. Mất người thân, mất trinh hay mất nhan sắc, cô chọn đi. Xuân Hương run lên, giọng nói kia sao nghe lạnh lùng mà vô tình quá. Cô trả lời. Tôi có tiền. Tôi không cần tiền. Nói xong, Hai Nhung lấy trong hộp gỗ mình mang theo 3 hộp phấn cùng 3 bút lông vẽ mặt. Chúng đều được điêu khắc rất tinh xảo. Mất người thân, ta dùng hộp phấn vỏ màu đen. Mất trinh, ta dùng hộp màu trắng. Mất nhan sắc, ta chọn hộp màu vàng. Xuân Hương nhìn trong hộp gỗ, rõ ràng còn có một chiếc màu đỏ rực. Còn hộp kia, tôi chọn hộp kia. Hai Nhung nhìn cô. Chắc chứ, hộp đấy cô chọn mất mạng. Xuân Hương bị Hai Nhung dọa cho xanh mặt, giọng run lên. Không 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 không, mất trinh, tôi chọn mất trinh. Anh là người lấy sao? Hai Nhung lắc đầu. Không, tôi không mê sắc. Hai Nhung cất những hộp phấn kia, trở lại hộp màu trắng. Đêm đó đoàn hát Thanh Xuân đông nghẹt. Xuân Hương tỏa sáng, ít nhất 3 tỉnh lân cận ai cũng biết tên cô, làm cô vui sướng và quên bén đi điều mình đã chọn. Ra về, cô trở về nhà phấn khích tột độ, nằm trên chiếc nệm yên ấm mà nhớ lại những tràng vỗ tay. Trước giờ cô chưa từng được như vậy. Mãi đến gần sáng cô mới ngủ được. Vừa chợp mắt đã thấy 3 bóng đen to cao lực lưỡng vây lấy mình mà xé đi quần áo cô đang mặc. Cô hét lên nhưng âm thanh không lọt ra được bên ngoài. Một trong 3 bóng đen bắt đầu liếm lấy cơ thể của cô. Giọng hắn khàn khàn. Tạo đến lấy trình. Đêm đó Xuân Hương mất đi đời con gái một cách thô bạo nhất. Cô cáo bệnh không thể bước ra khỏi giường. Hai Nhung tay xoa xoa hộp phấn trắng, nó phát sáng khẽ rung lắc rồi trở lại như cũ. Xuân Hương còn phải trả giá. Sau đêm tỏa sáng, danh tiếng của Xuân Hương được các ông bầu săn đón. Mặt cô liên tục được hiện trên các áp phích quảng cáo lúc bấy giờ. Cứ mỗi một lần nhờ Hai Nhung hòa mặt, đêm kết thúc cũng là đêm cô như rơi vào địa ngục. Lần đầu là 3 người đến cưỡng hiếp, một lần trang điểm sau sẽ thêm 1 người. Hộp phấn màu trắng của Hai Nhung ngày càng dày cộm một cách thần kỳ. Đêm nay là lần thứ 7 Hai Nhung hòa mặt cho cô. Cô vào vai hoàng hậu, tất nhiên là đảo chính, được mọi người mong đợi. Tay Hai Nhung uyển chuyển vẽ lên mặt Xuân Hương bằng cây bút trắng và hộp phấn trắng. Lần này không còn hồi hộp giống lần trước nữa. Mỗi lần Hai Nhung chạm phấn hay vẽ một họa tiết trên mặt là Xuân Hương lại run lên bần bật. Khi họa được gần xong, Xuân Hương quỳ xuống ôm chân Hai Nhung mà cầu xin.
Cô không dám khóc, sợ khóc rồi sẽ làm trôi đi lớp trang điểm vừa được hòa. Nó được đổi bằng sự trong sạch cũng như giày vò của mỗi đêm. Tôi xin anh cần bao nhiêu tiền tôi cho anh. Hay vậy đi. Cô vừa nói vừa ngước nhìn sắc mặt của anh. Ánh mắt vô hồn cúi xuống nhìn cô, khẽ nhướng mày để như muốn cô nói điều mình nghĩ. Hai đêm nay anh đến, tôi phục vụ anh. Chứ 10 người sợ tôi không sống nổi. Hải Nhung lắc đầu. Tôi không mê sắc, cô nhờ nhuốc quá rồi. Trong lúc hoảng loạn, cô chụp lấy hộp phấn màu đen tuyền. Vẽ lại cho tôi, vẽ lại đi. Tôi chọn mất người thân. Hải Nhung ngồi xuống, đỡ cô ngồi lại ngay ngắn trên ghế. Tay chỉnh đầu cô ngay lại. Giọng anh nhẹ nhàng mà vang vọng như giọng từ cõi chết. Không thể chọn lại, nhưng vẽ thêm thì được. Hộp phấn màu đen được mở ra, một mùi ôi chua bốc ra làm Xuân Hương nôn xanh mặt. Anh định lấy thứ này vẽ lên mặt tôi sao? Hải Nhung nhướng mắt đưa hộp phấn lại gần mũi cô. Hay cô ngửi nhầm, mùi hoa nhài thơm như thế, sao cô lại ngửi ra mùi ôi chua? Mũi cô có vấn đề rồi. Hải Nhung dùng hộp phấn đen họa tiếp những nét còn thiếu. Đêm đó, diễn xuất thần thái của Xuân Hương được khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Hoa thưởng, tiền thưởng mà người hâm mộ ném lên không biết rõ bao nhiêu. Chỉ biết người làm của cô nhặt không thể ngẩng đầu. Hay, hay, tuyệt lắm. Cả đời tôi chưa thấy ai diễn hay mà xinh đẹp như thế này. Từng nét vẽ trên mặt khiến tôi không thể rời mắt. Còn rất nhiều lời ca tụng dành cho cô. Ngồi trên xe trở về, cô không còn vui vẻ như lần đầu nữa. Hoa, tiền, chật một góc nhà. Cô về đến đã có cơm canh nóng hổi. Gia đình cô đông người, lúc trước sống rất nghèo khổ. Từ khi được làm đạo chính của đoàn hát Thanh Xuân, cuộc sống gia đình cô mới khá hơn. Từ khi được Hải Nhung họa mặt cho cô tỏa sáng, gia đình cô bước vào cuộc sống của giới thượng lưu. Em út được ăn ngon mặc đẹp, cha mẹ cô không còn đi làm thuê nữa. Gia đình nào cũng có góc khuất. Từ khi cô nổi tiếng, cha cô sinh tật bài bạc, có bao nhiêu ông đều nướng vào sòng bài. Hôm trước cái đêm đầu tiên cô bị hướng hiếp, trời mở sáng trong lúc mê man, cô thấy cha cô vào phòng. Ông nhìn cô thật kỹ để chắc cô ngủ say. Sau đó ông mở tủ của cô, lấy đi hơn 300 đồng. Cô biết, nhưng lúc đó miệng khô hốc, tay chân không thể nào cử động được. Sáng hôm sau cô ra khỏi giường, gặp ông mà hỏi cho rõ. Không ngờ ông không nhận còn tát cô. Lần đầu tiên cô bị ông đánh. Sở dĩ hôm nay cô chọn hộp phấn đen vì cô nghĩ cha cô sau này sẽ là hòn đá ngáng chân cô nổi tiếng thêm. Xuân Hương muốn cha mình chết. Đêm đó ba cái bóng đến bên giường cô, lại làm chuyện ân ái nhưng sao cô cảm thấy không đủ. Họ làm rất nhẹ nhàng rồi biến mất. Trong đầu Xuân Hương thoáng lên một tia thất vọng. Biết vậy cô sẽ không chọn lại. 3 giờ sáng, giọng cha cô sợ hãi hét lên, rồi cả nhà bắt đầu nhốn nháo. Mẹ cô, người mà cô hy sinh rất nhiều chỉ muốn người đó không phải khổ cực nữa. Bà ấy chết rồi. Bà tự sát bằng con dao trong bếp. Xuân Hương gục bên xác mẹ mà gào khóc. Cô nhớ lại rồi. Cô chỉ nói chọn mất người thân. Cứ nghĩ là cha cô sẽ chết nên không hỏi Hải Nhung cho rõ. Không, mẹ ơi, đừng chết. Mẹ chết thì con cố gắng vì ai đây? Mẹ ơi. Đám tang mẹ cô được diễn ra thật lớn. Xuân Hương tiểu tụy xanh xao bên quan tài mẹ. Trong đám tang, Hải Nhung cũng đến. Trên tay anh là hộp phấn đen. Hải Nhung mở hộp phấn. Một luồng khí màu trắng từ quan tài thoát ra rồi ẩn vào hộp phấn đen. Xuân Hương thấy Hải Nhung ở nhiều giận dữ, tủi hận, cô kéo anh đi thật nhanh về phía cuối nhà. Hải Nhung buông lỏng mặc cho cô kéo đi. Anh thừa biết những chuyện sẽ diễn ra phía sau. Anh sao không là ai khác, là em gái, em trai hay cha tôi? Sao lại là mẹ, là người mà tôi yêu thương nhất? Anh trả mẹ cho tôi. Vừa nói vừa khóc, Xuân Hương vừa đấm vào ngực anh thùm thụp. Anh thở dài, giang tay đẩy cô ra. Quên không nói với cô, chọn mất người thân, người cô yêu nhất sẽ là người đi trước, mà mẹ cô lại tự nhiên tự sát.
cô tin nữa. Hải Nhung tay nắm chặt hộp phấn đen, xoay người bước đi, để lại Xuân Hương ngây ngốc. Mẹ cô không tự sát. Cô hét lên: "Anh biến nó khỏi cuộc đời tôi. Tôi không cần anh nữa. Cút xa tôi ra." Hải Nhung khựng lại, tay mân mê hộp phấn rồi mỉm cười. Con người mà, khi đạt được thứ mình muốn, họ sẽ sẵn sàng đá đi thứ vừa giúp mình. Bóng Hải Nhung khuất trong dòng người dự tang lễ. Xuân Hương lờ mờ đoán ra cha cô là người giết mẹ cô. Ông là người phát hiện mẹ cô chết. Sau khi Hải Nhung đi, Xuân Hương kéo tay cha mình vào bếp. Lúc này ông đang quỳ trước linh cữu vợ mà không trống. "Ông nói đi, ông giết mẹ, đúng không?" Cha cô trợn mắt. "Còn nói gì vậy? Sao ta có thể giết vợ?" Cô nắm chặt mấy mảnh giấy trong tay rồi ném vào người ông. Cô gào lên. 2.000 đồng nợ, ông có thể trả ư? Ông nói rõ đi. Cha cô cúi nhặt những tờ giấy nợ trên sàn. Ta không giết mẹ con, ta thề. Xuân Hương càng tức giận hơn. Được rồi, ông không nhận, tôi gọi quan xuống điều tra. Xuân Hương toàn rời đi thì bị cha cô dùng dao khống chế. Con đĩ này, mày thích đói không? Ai bảo mày không cho tiền tao trả nợ? Kể cả mẹ mày khư khư giữ tiền cho mày, mày làm một ngày mấy ngàn đồng bạc, 2.000 này mà mày cũng không cho tao được sao? Tao mà không trả thì tao cũng chết, nó chết thì tao sống. Cô không tin vào tai mình nữa. Cha cô, ông biến chất thật rồi. Cô hét lên. Xẹt. Miệng cô rách toạc, máu tuôn ra ướt cả chiếc áo tang cô đang mặc. Cô đau đớn nhìn vào gương. Miệng cô, mặt cô không khác gì ma quỷ. Xuân Hương hoảng loạn chạy ra khỏi nhà. Dòng người trong nhà thấy cô như vậy, máu khắp nhà cũng sợ mà gọi quan đến. Ngày tang mẹ cô bị mất nhan sắc, sự nghiệp xem như sụp đổ. Cha cô cúi đầu nhận tội giết vợ, hại con. Ông bị tuyên án tử, gia đình ly tán. Không bao lâu sau, người ta thấy Xuân Hương xuất hiện ở con ngõ nhỏ làm nghề bán thân. Cô bị cuồng ân ái xác thịt, có khi chỉ cần thỏa mãn không cần tiền. Cô gặp lại Hải Nhung nhưng không nhận ra nữa. "Anh trai, đi không?" "Không cần tiền. Anh chỉ cần làm tôi thoải mái." Hải Nhung tay nâng mặt cô, những vết khâu thật to hiện ra rõ. Giờ đây cô thật xấu xí, bẩn tiện. "Được, tôi thích nét đẹp này." 2 tháng sau, Ngọc Duyên đứng trước mặt Hải Nhung, xẻ những tờ tiền lẻ. "Anh Hai, mau anh giúp em hỏa mặt, em muốn làm đạo chính." Hải Nhung nhìn Ngọc Duyên, miệng mỉm cười, lại là nụ cười vô hồn. "Không cần tiền, miễn phí." Ngọc Duyên chính là đạo phụ trong đoàn hát Thanh Xuân mà Xuân Hương từng làm. Ngọc Duyên xinh đẹp, mũi cao mắt phượng, ở đuôi mắt phải lại có một nốt ruồi son, làm nổi bật cả khuôn mặt. Đáng nhẽ vai chính trong tuồng mà Xuân Hương làm đạo chính trong cái đêm Xuân Hương tỏa sáng sẽ do cô đảm nhận. Không ngờ giờ chót lại bị ông bầu thay đổi, u uất, oán giận. Rốt cuộc Ngọc Duyên cũng biết nguồn cơn từ đâu. Ngọc Duyên oán giận tay cuộn tròn. Không ai biết được cô đã phải chịu đựng những gì để giành giật vai đó. "Hải Nhung, anh cho tôi làm đạo chính hôm nay nhé." Ngọc Duyên hồi hộp nhìn người đối diện đang soạn từng đồ dùng. Hải Nhung lắc đầu. "Vai cô hôm nay chỉ là quý phi thì diễn cho tròn vai. Tôi tin chắc cô sẽ đi lên từ vai này." Ngọc Duyên thử người. Đây không phải là lần đầu tiên cô diễn vai này. Dù có diễn bao nhiêu lần nữa cũng không thay đổi. Hải Nhung phải nhẹ bút lông chấm mực đỏ. Trên trán cô hiện ra một bông hoa phượng. Cô kinh ngạc lấy tay sờ thì mực đã khô, hoa trên trán nhìn tựa như thật. Không đúng, còn đẹp hơn hoa thật. Ngọc Duyên mải mê với bông hoa kia. Hải Nhung đẩy 3 hộp phấn của mình mang theo trước mặt cô, nét mặt điềm tĩnh. "Chọn đi, đây là cái giá cô phải trả." Ngọc Duyên cười tươi, nâng những hộp phấn trên tay mà hít lấy hít để. Thơm thật, thơm không phải của hoa, không phải của thứ gì trên đời.
dù có cố mường tượng như thế nào cũng không thể nhớ được mùi hương này. Không ngờ anh nhiều đồ nghề thật ha. Mấy loại này anh mua đâu thế? Tôi chưa từng thấy bao giờ. Hay của người ngoại quốc? Nhìn vẻ ngây ngốc pha chút xảo quyệt của Ngọc Duyên mà Hai Nhung nhếch mép cười. Chọn đi, thời gian không nhiều, đừng câu giờ. Ngọc Duyên sụ mặt ấm ức hỏi. Chọn thì sao? Không chọn thì sao? Mà phấn thôi mà, có gì mà quan trọng vậy? Hai Nhung kiên nhẫn thu từng hộp phấn lại rồi đẩy về phía Ngọc Duyên từng hộp. Màu đen, cô sẽ mất người thân. Màu vàng, cô sẽ mất nhan sắc. Màu đỏ này thì mất mạng. Chọn đi. Ngọc Duyên nhìn nét mặt bình thản của Hai Nhung mà lạnh người. Cô chắc anh ta không đùa. Tay chân cô run lên, răng va vào nhau. Dù thật tâm cô không tin lắm nhưng vẫn thấy sợ. Không phải anh có 4 hộp phấn sao? Còn hộp kia đâu? Tôi chọn hộp kia. Hai Nhung tay lau đi lau lại mấy hộp phấn, kiên nhẫn đáp. À, hộp đấy không dành cho cô không xứng. Ngọc Duyên có chút bực dọc. Cô từng nghe nói Xuân Hương từng được Hai Nhung họa mặt bằng hộp phấn trắng, sao cô lại không được? Nếu so về nhan sắc thì hai người ngang nhau, nhưng vóc dáng thì cô đấy đã hơn hẳn. Lúc này bên ngoài đã có người vào hối thúc vì vai diễn của cô sắp đến. Ngọc Duyên gióng giạc. Tôi muốn hộp phấn trắng còn lại trong rương, mấy hộp kia tôi không thích. Hai Nhung dường như không còn chịu được nữa, tay nhẹ nhàng cất hộp phấn đen và đỏ đi. Trên bàn chỉ còn lại một hộp màu vàng, mất nhan sắc. Anh cúi người sát vào Ngọc Duyên thì thầm vào tai cô. Cô không xứng, mất trinh rồi, không thể sử dụng. Ngọc Duyên ngượng đỏ mặt, sao Hai Nhung biết là cô mất trinh? Cô quên mất hộp phấn kia thì tôn lên mặt sẽ được đánh đổi bằng thứ gì? Giọng cô lắp bắp. Anh không được nói ra ngoài, không được phá hoại thanh danh khi tôi nổi tiếng. Hai Nhung lại cười. Tôi không rảnh. Được, họa đi, nhanh lên. Từng đường nét nhỏ đến má hồng được Hai Nhung ra sức làm tỉ mỉ. Ngọc Duyên bước ra sân khấu, tất cả đều dồn ánh mắt về phía cô. Tuồng này đã cũ, có người đã xem nhiều lần, nhưng lần này gương mặt của đạo phụ như phát sáng. Không ai còn xem đạo chính biểu diễn nữa. Vài quý vị độc ác hết hạ độc rồi dùng gươm đâm lén vai hoàng hậu. Vậy mà vẫn được mọi người vỗ tay tán thưởng, họ hét hết cỡ. Kết thúc bài diễn, Ngọc Duyên cười tươi, vẫy tay chào khán giả trong biển người hò hét. Hai Nhung lặng lẽ rời đi. Trở về nhà với vô số hoa trên tay, cùng nhiều bức thư tay viết vội của người hâm mộ. Ngọc Duyên, em đẹp lắm. Em diễn hay lắm, tôi yêu em. Đó là những lời có cánh dành cho cô. Đang lạc trong niềm vui sướng cực hạn, Ngọc Duyên sững người nhớ lại những gì Hai Nhung nói. Phấn vàng, mất nhan sắc. Ngọc Duyên giật nảy người, chạy đến ngay tủ quần áo để soi vào gương. Gương mặt cô vẫn vậy, vẫn tràn đầy khí chất. Cô bắt đầu sờ soạng cả người, vì sợ sẽ mất đi thứ gì đó ảnh hưởng đến sự nghiệp. Nhìn mãi, cô quyết định lột sạch tất cả mà soi trước gương. Cô thở phào nhẹ nhõm. May thật, cô chả mất gì. Trong đầu cô thoáng nhẹ ý nghĩ Hai Nhung là kẻ điên có tài. Cô chắc trong bụng anh ta thấy cô xinh đẹp nên mới tiếp cận mà hù dọa. Ngắm mình trong gương, cô soi nhẹ tấm thân trắng ngần của mình mà kiêu hãnh. Thật ra từ khi dâng hiến trinh trắng để đổi vai diễn, cứ nghĩ sẽ tàn tạ. Không ngờ, ngực càng ngày càng nở, da mặt càng sáng, môi thì hồng hào. Cô không ngờ mình sẽ đẹp như hôm nay. Ngọc Duyên nghĩ hôm nay cô tỏa sáng là vì mình diễn hay, một phần nhỏ vì Hai Nhung họa đẹp. Thành tựu này là của riêng cô. Chỉ họa một chút mà muốn lấy đi thứ quan trọng. Đúng là giỏi dọa người. Ngọc Duyên tắm qua loa rồi lên giường ngủ với niềm vui sướng. Bên ngoài ngó, Hai Nhung đứng đó, tay xoa xoa hộp phấn vàng. Nhanh thôi. Rồi anh biến mất trong làn sương đêm. Từ đêm đó, Ngọc Duyên được ông bầu càng cưng chiều mà lên đào chánh. Nhớ lại vài tháng trước, Ngọc Duyên chạy đến đoàn hát thanh xuân mà xin làm đào chánh. Ông bầu là lão thanh, mắt láo liên, dò xét từ bộ phận trên người cô rồi cười lớn. Quê mùa như vậy, mà muốn một bước lên mây. Không dễ đâu.
Ngọc Duyên cúi mặt. Nhưng tôi hát hay, diễn cũng khá tốt. Tôi diễn cho ông xem. Lão Thành cười như được mùa. Vốn dĩ ông ta không thích nói nhiều, nhưng Ngọc Duyên có mấy điểm mà ông ta ưa thích. Lão Thành vỗ tay, bên trong tấm rèm là một người phụ nữ. Đầu tóc quần áo không được chỉnh chu lắm. Bà ấy là người chuẩn bị phục trang. Lão Thành nhìn bà ta lắc đầu ngán ngẩm. Hát một khúc nghe xem. Bà ấy cất giọng, một giọng hát trong trẻo nhưng đầy nội lực, khác xa với vóc dáng bên ngoài. Lão Thành xua tay. Được rồi, vào trong chuẩn bị tiếp đi. Sau khi người phụ nữ ấy khuất sau tấm rèm nhung đỏ, Ngọc Duyên cúi mặt hiểu được ngụ ý của Lão Thành. Đến người chuẩn bị phục trang mà còn hay như vậy, cô thì chỉ được xem là hạt cát trên sa mạc. Bao nhiêu tự tin khí thế trước khi đến dần dần biến mất. Vậy tôi vào đây, tôi sẽ được làm việc gì không? Cô ngước ánh mắt đáng thương nhìn Lão Thanh. Ông ta đưa ra cái nhìn giễu cợt đáp lại. À, quét dọn sân khấu hay nấu nướng bừng bề phụ giúp người trong đoàn. Cô xòe hai bàn tay mềm mại của mình. Nhà cô không nghèo, nhưng cô muốn phải giàu, phải mua được tất cả những gì cô thích. Cô không thể phung phí nhan sắc cùng tài năng được. Không, tôi không thể. Ông giúp tôi công việc khác được không? Tôi không xin làm đào tránh nữa. Hãy cho tôi công việc mà tôi có thể tự trèo lên vị trí đó. Lão Thành vuốt vuốt hai sợi râu trên mép. Đào phụ, thế nào? Ngọc Xuyên mừng như bắt được vàng, ôm tay của Lão Thành mà rưng rưng nước mắt. Thật không? Tôi được là đào phụ. Lão Thành gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười gian tà. Nhưng... Ngọc Duyên rụt tay lại, đối diện với ánh mắt kia cô có phần hoảng sợ. Ông muốn gì? Lão Thành đưa tay đặt lên ngực cô xoa nhẹ. Được, vừa tay, cô phải tự hiểu chứ. Ngọc Duyên cắn răng chịu đựng sự nhột nhạt kia. Cô đủ thông minh để hiểu Lão Thành muốn gì. Ở đây sao? Lão Thành nhìn cô ngạc nhiên, không ngờ cô gái bé nhỏ này lại dễ chịu và dã tâm như vậy. Cảm giác tò mò muốn khám phá trỗi dậy, ông ta không chờ thêm được nữa. Nhưng đây là đoàn hát, không thể diễn ra chuyện đó. Không, sau khi đêm diễn đêm nay kết thúc, cô đến ngay chỗ này sẽ có người đón. Lão Thành nhếch mép cười, miệng nuốt bọt. Đêm nay ông ta lại có một buổi tối tươi mát. Ngọc Duyên nhìn theo bóng Lão Thành, trong đầu chia làm hai luồng suy nghĩ đấu đá nhau. Cô thở dài bất lực. Phía trên sân khấu, Hải Nhung dựa vào vách gỗ chứng kiến và nghe hết cuộc nói chuyện. Anh lại cười, nụ cười khinh miệt, lấy trong túi áo ra hộp phấn màu vàng. Hải Nhung xoa xoa lau chùi. Màu vàng này là của cô, Ngọc Duyên. Không đơn giản mà nhận được cái gật đầu nhanh chóng của Hải Nhung. Nếu có, chắc chắn phải có cái giá tương xứng. Diễn mãi vai phụ không có tiến triển. Bao nhiêu lần hầu hạ Lão Thanh với những trò chơi tình ái kinh tởm, Ngọc Duyên quyết tìm ra cho mình một con đường để trèo lên vị trí kia. Vị trí mà Xuân Hương đang ngồi rất vững. Cô biết cha của Xuân Hương rất mê cờ bạc. Ban đầu cô chỉ muốn hại Xuân Hương mất đi danh tiếng vì người cha thối nát. Không ngờ ông ta càng chơi càng đổ đốn, nợ nần ngập đầu. Cô quyết định ra một đòn chí mạng, đó là quyến rũ cha Xuân Hương. Không ngờ ông ta chỉ qua đêm với Ngọc Duyên hai đêm mà đã hứa hẹn sẽ chu cấp và nuôi cô đến chết. Trách làm sao được, kỹ thuật mà Ngọc Duyên được Lão Thanh huấn luyện, đàn ông bình thường chưa bao giờ được nếm trải. Nó có chút vị ngọt ban đầu, sau đấy là thật đắng, đắng đến nỗi không thể nào quên được. Nhớ đến trong đau khổ, sau đó lại bù đắp bằng mật ngọt cho kẻ rơi vào quyến luyến không thể xa. Điều cô không thể ngờ là ông ta lại giết vợ mình, rạch cả mặt con gái. Cô chỉ tính một bước nhỏ mà đã tạo cho cô một con đường rải đầy hoa hồng. Cô tự nhủ, trời không phụ người có tâm, những gì cô hy sinh rất xứng đáng. Đêm nay cô lên đảo tránh, thay hoa phượng là một đóa hoa mẫu đơn trên trán, đóa hoa có sức sống lạ thường. Hộp phấn vàng lại được sử dụng trên mặt cô. Từng cái chạm phấn làm cô sung sướng điên người. Cô cười vì Hải Nhung dọa cô. Hải Nhung mỉm cười vì cô nghĩ quá đơn giản.
Vài diễn đến, Ngọc Xuyên bước nhanh ra ngoài, không quên ngoái đầu lại, nháy mắt với Hai Nhung. Anh đừng dọa tôi nữa, tôi không sợ đâu. Hai Nhung mỉm cười, thu dọn phấn và bút trên bàn. Anh lẩm bẩm. Cô đừng nghĩ nhiều nữa, sẽ nhanh thôi. Hai Nhung lặng lẽ rời đi, không một tiếng động. Một đêm diễn nữa lại kết thúc. Ngọc Duyên sướng rơn khi thấy hình ảnh của mình được dán chồng lên hình ảnh của Xuân Hương, thứ mà trước kia cô chỉ dám đứng từ xa mà nhìn và ao ước. Soi lại gương mặt mình trong gương, rõ ràng nét Xuân ngời ngời, không thể bị phai nhòa được. Cũng trong đêm đó, Ngọc Duyên lại không về nhà. Tại một khách sạn nhỏ ngoài ô, Ngọc Duyên oằn mình chịu sự tra tấn nhột nhạt đến từ Lão Thanh. Tại ông ta vuốt đến đầu, Ngọc Xuyên lại cảm thấy lạnh đến đấy. Giọng cô run run vì biết những gì sắp diễn ra. Ông Bầu, hôm nay chúng ta chơi đến đây thôi nhé. Tôi hát nên hơi mệt. Vẻ mặt có chút xanh xao khó chịu, Ngọc Xuyên nhìn nét mặt của người đàn ông trước mặt mà đoán ý. Lão Thành khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Lão nhảy phóc lên tấm nệm nơi chiếc ga giường nhỏ nhí. Lão dùng sợi dây da kéo nhẹ trên mặt Ngọc Xuyên. Sao vậy, thỏ con của anh? Không phải mấy lần trước em được việc lắm sao? Hay hôm nay được làm đào tránh, nghĩ sẽ thoát được anh? Ngọc Duyên sợ hãi nhìn sợi dây ra, những ký ức ùa về. Sau khi giải tỏa sinh lý, Lão Thành sẽ dùng chiếc roi đó mà quất vào cơ thể của cô và luôn miệng chửi rủa cô là thứ thấp kém đáng kinh tởm. Giọng cô bất giác run lên. Không, không, em không có ý nghĩa đó. Giờ mệt thôi. Ngọc Duyên rửa đầu vào vai Lão Thanh nũng nịu. Trước kia anh cũng làm như vậy với con Xuân Hương sao? Vậy trước em là bao nhiêu người? Em không chịu đâu. Lão Thanh nhìn cô với đôi mắt dâm tà, đưa tay véo nhẹ vào má cô. Đúng là em rồi đấy. À, Xuân Hương hả? Nói rồi Lão chép miệng tiếc nuối. Nó là cháu vợ ta, đáng tiếc không thể ăn được. Để mụ vợ mà biết thì ta mất trắng. Nhưng nhìn thì vóc dáng Xuân Hương không thể bằng em được. Dứt lời cả hai lao vào nhau như thiêu thân lao vào ánh lửa, triển miên không thôi. Trong căn phòng nhỏ, một kẻ bị dâm dục che mắt, một kẻ bị danh tiếng bịt lấy tai. Cả hai như kẻ mù người điếc, bất chấp mọi hậu quả. Kể ra hai người xứng đôi. Nói một chút về vợ của Lão Thanh, một người phụ nữ trung niên, mái tóc vẫn còn đen nhánh, mắt phượng mũi cao. Xuân Hương có đôi nét giống bà. Bà tên là Phong Xuân, cái tên có đôi chút mạnh mẽ, lại mang một chút dịu dàng như con người của bà vậy. Bà Phong Xuân cùng mẹ của Xuân Hương là bạn thuở nhỏ. Bà xem Xuân Hương như con ruột, một tay bà dẫn vào đoàn. Do Xuân Hương chưa biết nhiều nên cho hát đạo phủ. Bà cũng không thể ngờ đứa trẻ mà bà dẫn dắt lại một đêm vụt sáng. Chưa kịp mừng cho nó thì nghe tin mẹ nó mất, rồi đến nó đi biệt tích, gia đình ly tán. Đoàn hát Thanh Xuân là một phần trong gia sản nhà cha mẹ ruột của bà, tức nhà vợ Lão Thành. Lão Thành chỉ có chiếc vỏ bọc là ông bầu, cả hai sống với nhau hơn 20 năm nhưng không có con. Gia đình bên vợ cũng không tin tưởng con người này nên không chia sẻ gia sản. Lão cứ di chuyển liên tục từ Nam ra Bắc. Bà Phong Xuân sức khỏe không được tốt nên không thể đi theo. Lão ta tha hồ bay bướm. Nói không hoa, cả đoàn hát Thanh Xuân trừ đàn ông, tất cả phụ nữ còn lại nếu muốn vào đoàn, chắc chắn mỗi người ít nhất cũng đến với lão một đêm. Sau một thời gian bị gia đình vợ thúc giục trở về, lão đành thu xếp trở về. Chuyện bay bướm cũng từ công khai sang lén lút. Rời khỏi khách sạn với những vết roi vết cắn khắp cơ thể, Ngọc Xuyên khập khiễng bước đi. Nơi cuối con phố, tờ áp phích hình ảnh Xuân Hương vẫn còn treo, chắc do bị sót. Cô tiến đến giật phăng nó đi mà trả sát khắp cơ thể. Cô khóc lẩm bẩm bằng giọng lý nhí. Tôi phải đánh đổi đến thân tàn ma dại. Cô thì sao? Cháu gái vợ. Đáng lẽ cô phải bị như tôi. Vừa khóc cô vừa nhìn bức ảnh Xuân Hương mà oán trách. Bất chợt một giọng nói quen thuộc đến lạnh lẽo từ trong góc tối bước ra. Sao cô biết cô ta không trả giá? Ngọc Duyên ngừng khóc, hoảng hốt đưa mắt nhìn người đang tiến tới. Hai Nhung, sao anh ở đây? Hai
Hải Nhung nhếch miệng cười nhếch. Ở đâu cũng là nhà của tôi. Cô yên tâm, đêm qua tôi đứng bên ngoài, chỉ nghe, không thấy. Ngọc Duyên mở to mắt. Lẽ nào Hải Nhung theo cô đến tận đây, chờ cô đến tận sáng? Không thể nào. Sắc mặt anh ta hồng hào như vậy, không thể nào là người thức trắng đêm. Tôi cấm anh kể với bất cứ ai về chuyện này. Nếu ai biết được, tôi sẽ giết anh. Hải Nhung tay chấp phía sau, tay xoa xoa hộp phấn anh mang theo trên người, nét mặt không biến sắc. Tôi không rảnh như thế. Anh lặng lẽ bước đi, không thèm nhìn Ngọc Duyên đến một lần nữa. Ngọc Duyên tay chân luống cuống, rõ ràng sợ bị phát hiện nên chọn vùng ngoài ô. Không ngờ lại bị phát hiện. Trong đầu cô hàng tá câu hỏi cứ xoay vòng. Hải Nhung là ai? Cô phải tìm hiểu cho kỹ. Nói là làm. Sau khi trở về, Ngọc Duyên thuê ngay một người tìm hiểu về gia cảnh và điểm yếu của Hải Nhung, để phòng trường hợp anh ta trở mặt kể với người khác. Nếu Hải Nhung không còn giá trị lợi dụng thì cô ta đã thuê người giết anh rồi. Rất tiếc, cô còn phải dựa vào Hải Nhung để tỏa sáng đến khi vững chắc. Dự định của cô sau khi nổi tiếng sẽ rời khỏi đoàn hát thanh xuân, rời khỏi người đàn ông gớm ghiếc, bệnh hoạn kia cùng tên trang điểm bí hiểm. Một ngày, hai ngày rồi ba ngày, người Ngọc Duyên thuê cũng trở về. Anh ta được cho là thám tử giỏi nhất lúc bấy giờ. Kết quả lại không như mong đợi. Người được thuê chỉ biết quê quán của Hải Nhung, biết được anh có mẹ và một người anh trai, nhưng không rõ hai người kia hiện tại ở đâu, làm gì. Hải Nhung từ nhỏ đã bí hiểm, đặc biệt vừa sinh ra đã có đầy đủ hơn 20 chiếc răng, khiến cả làng kinh sợ, dù đuổi họ rời khỏi làng vì sợ yêu tinh. Thông tin chỉ có như vậy, không ai biết sau này Hải Nhung xảy ra biến cố gì, cũng không ai biết về tung tích những hộp phấn cùng những chiếc cọ vẽ. Cả nhà không ai theo nghề này, dĩ nhiên không phải đổ ra chuyện. Nghe người được thuê đi điều tra kể lại, Ngọc Duyên càng thấy bí ẩn. Cô chỉ nghe người ta đồn đại Hải Nhung được ông bầu ở đoàn khác nhặt về trong tình trạng thương tích đầy mình, sau đó là thể hiện khả năng họa mặt. Còn thông tin từ đâu đến, trước giờ làm gì, không ai biết cả. Cô thở dài, khép hở đôi mi mệt mỏi. May mắn mấy hôm nay Lão Thành bị bệnh, chỉ phục vụ qua loa, không mất nhiều sức lực. Ngọc Duyên chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, hình ảnh Hải Nhung hiện ra. Trên tay anh cầm hộp phấn vàng, ra sức dùng cọ ngọc vẽ vời trên khuôn mặt cô. Khuôn mặt cô biến dạng hoàn toàn, chỉ chít những đường ngang dọc, rỉ máu, có chỗ còn lộ cả xương bên trong. Giật mình tỉnh giấc, trời đã gần sáng. Cảm thấy không khí trong phòng ngột ngạt, Ngọc Duyên khoác nhẹ chiếc áo dài tay rồi bước ra khỏi nhà. Mặt trời còn chưa lên, cả đoạn đường chìm trong yên tĩnh. Thở dài, Ngọc Duyên ngắm nhìn xung quanh rồi quyết định dạo một vòng cho thoải mái. Đi được một đoạn, vai cổ có một cơn đau ập đến, sau đó thì không còn cảm nhận được nữa. Tiếng tích tắc của đồng hồ làm Ngọc Duyên khó chịu. Cô khẽ cựa mình, nhưng nhận ra không thể. Cô bị trói vào một góc, miệng bịt chặt không thốt nên lời. Cô đang ngồi trên một chiếc ghế, sức nóng của chiếc đèn dây tóc trên đầu khiến cô đau rát. Tóc từ từ cháy bám sát vào da đầu. Lớp áo bên ngoài đã bị lột sạch. Sức nóng của ánh đèn làm cho làn da nơi vai Ngọc Duyên phồng rộp, cảm giác đau đớn tột cùng. Hai hàng nước mắt lăn dài, cô cố vẫy vùng để thoát ra, nhưng dường như vô ích. Trong bóng tối trước mặt, giọng một người phụ nữ thốt ra. Thế nào? Sướng như lúc ở trên giường với chồng người khác không? Người phụ nữ ấy bước ra khỏi bóng tối, nắm chặt phần tóc còn lại của Ngọc Duyên, giật mạnh ra phía sau. Ánh đèn chiếu vào, mặt của cô trở nên nóng rát. Ngọc Duyên cố hét lên nhưng không thể, vì đã bị bịt rất chặt, chỉ biết khóc trong vô vọng. Người phụ nữ kia là bà Phong Xuân, vợ Lão Thành. Phía sau bà còn có hai người đàn ông lực lưỡng. Ánh mắt cả hai quét lên người Ngọc Duyên vẻ thèm khát. Bà Xuân buông tay, lùi về chiếc ghế có sẵn phía sau mà ngồi xuống, nhàn nhã uống ly trà nóng. Đã lén lút mà còn để lại nghiệt chủng, không chết cũng phải chết. Nghiệt chủng, lẽ nào cô mang thai? Chắc chắn là như vậy rồi. Nếu không có chuyện đó, sao bà Xuân lại tức giận như vậy? Bà ấy nổi tiếng điềm tĩnh. Một chiếc đèn khác được bật lên,
Dưới ánh đèn là một chiếc bình thủy tinh ngâm thứ gì bên trong. Ngọc Duyên nheo mắt nhìn kỹ. Trước mặt cô, trong chiếc bình là hình hài một đứa trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Bên cạnh là một bộ xương bị 5 chiếc đinh lớn đóng dính chặt trên tường. Bà Xuân nhấp thêm một ngụm trà rồi tiếp tục nói. Đây là người tình đầu tiên của chồng ta. À, vác cái bụng sắp sinh đến trước cửa nhà mà khóc lóc, đòi làm vợ lẽ. Bà Xuân dứt lời, tất cả đèn trong căn phòng lớn được bật lên. Trên chục bình rượu ngâm thai nhi cùng những bộ xương khô bên cạnh. Phía cuối dãy phòng, một chiếc bình rỗng đặt cạnh một khoảng tường trống. Ngọc Duyên mặt xanh không còn giọt máu. Cô vùng dậy, miếng dán nơi miệng bị rơi ra. Cô khóc thét gặp người quỳ lại bà Xuân. Tôi xin bà, do ông ấy dụ dỗ tôi không biết gì cả. Khuôn mặt bà Xuân nhăn lại, tỏ ra khó chịu. Bà phẩy tay, hai người thanh niên phía sau tiến đến, kéo cô lại chỗ cũ và trói chặt hơn. Không cần bịt miệng, giọng bà Xuân thốt lên, hai người thanh niên lui ra. Chiếc dao nhỏ được bà Xuân lau chùi từ nãy giờ trở nên bóng loáng. Bà bước đến không nói lời nào mà rạch thẳng trên mặt Ngọc Duyên một đường dài. Dao nhỏ chạy đến đâu, Ngọc Duyên đau đớn la hét đến đó. Trong phút chốc, khuôn mặt Ngọc Duyên nát bươm, không còn chỗ nào lành lặn. Tiếng hét vang tận trời xanh làm cho những người có mặt ở đó khiếp sợ. Ngọc Duyên ngất đi, chỉ còn nghe loáng thoáng bên tai. Chồng tao bị chúng bày dụ dỗ. Không phải ông ấy dụ dỗ chúng bày. Cái thai được moi ra khỏi người Ngọc Duyên, nó cùng chung số phận với những anh chị cùng cha khác mẹ nằm yên trong bình kia. Trong bóng tối còn lại một chút hơi tàn, Ngọc Duyên nghe được tiếng của Hai Nhung. Ta đến lấy nhan sắc. Ngọc Duyên biến mất, cả một vùng xôn xao. Lão Thành cũng sợ xanh mặt không dám bước ra khỏi nhà. Bà Phong Xuân vẫn vậy, hàng ngày dậy sớm pha trà, chuẩn bị đồ ăn sáng nước nóng cho Lão Thành. Lúc trước nói Lão Thành và Ngọc Duyên là một cặp là đúng, nhưng so về độ biến thái thì Lão cùng bà Xuân là một đôi, không ai sánh kịp. Nửa tháng sau từ khi Ngọc Duyên mất tích, cũng có một vài người đến tìm Hai Nhung mong được đổi đời nhưng bị từ chối. Ai cũng nghĩ Ngọc Duyên sau khi nổi tiếng đã được một đại gia nào đó bao nuôi, đem đến nơi khác sinh sống. Danh vọng, tiền bạc, ai có thể chối từ. Sáng hôm đó, bà Phong Xuân đến gặp Hai Nhung, ném một xấp tiền lên bàn, bà ra lệnh. Ta cần anh giúp. Sau khi xong chuyện, anh vừa có tiền, vừa có quyền. Hai Nhung liếc nhìn xấp tiền trên bàn, nhếch mép cười, đưa tay ra bắt tay với bà Xuân. Được thôi, tôi đang chờ bà. Kế hoạch tiếp đến là bà Phong Xuân, một người được cho là khá quyền lực ở vùng đất này. Mấy hôm trước có một đoàn người đến xin nhờ Hai Nhung họa giúp khuôn mặt khi lên diễn. Họ mong được tỏa sáng. Có nam có nữ ai cũng háo hức chờ đợi. Nhưng người Hai Nhung đang chờ là một người đàn bà trung niên, mái tóc vẫn còn lưu luyến thanh xuân, cùng mùi hương của sự toan tính. Tất nhiên, Hai Nhung ngửi được nó. Anh cười nhẹ rồi nói. Về đi, ở đây chẳng có ai xứng đáng dùng phấn của ta đâu. Đám người kia vừa giận vừa ngượng, nhưng vẫn cố nán lại nhằm thuyết phục người mà họ cho là có thể thay đổi vận số của mình. Một cô gái trẻ tuổi bước đến, ôm tay Hai Nhung rồi cọ sát vào người, kiểu vừa quyến rũ vừa đáng thương. Anh Hai, anh nhìn em đi. Em có thua gì Ngọc Duyên đâu chứ. Em mà nổi tiếng, em sẽ không quên ơn anh mà chạy theo đại gia như cô ta đâu. Dứt lời, A Tát dựa đầu vào vai Hai Nhung mà thút thít. Hai Nhung hất nhẹ vai, A Tát lảo đảo muốn ngã, nhờ có Hai Nhung mà A giữ được thăng bằng. Tay phải anh bóp chặt miệng của A, ra giọng lạnh lùng. Cút, người còn tanh lắm. Cô gái bị vặn mạnh cổ, trẹo sang một bên. Nhưng may, Hai Nhung chỉ dùng một nửa sức lực, không thì A ta không có mạng để mà ra về. Phía sau lưng có tiếng vỗ tay. Là một thanh niên tuổi tầm 25, da trắng kiểu công tử nhà giàu. Hay, hay lắm, không bị nhan sắc tầm thường kia dụ dỗ. Tốt lắm. Hai Nhung nhìn người thanh niên kia, trên mặt còn lưu một chút mùi rượu thịt. Anh hít hít mũi. Trước mặt tôi, đừng ăn thịt tanh như thế. Người thanh niên kia lấy tay che miệng rồi hà hơi, rõ ràng không có mùi.
Thôi, vào vấn đề chính. Tôi Văn Hùng là con trai của ông bầu đoàn hát Kim Liên. Cha tôi cử tôi đến đây mời anh về làm người trang điểm cho cả đoàn. Lương hậu hĩnh, anh muốn bao nhiêu cứ đề xuất. Hai Nhung mỉm cười, tựa lưng vào chiếc ghế gỗ nhắm mắt. Về đi, tôi có hẹn rồi. Thời gian này không giúp các người được. Văn Hùng đút trong túi ra một sấp tiền, ném đến chỗ Hai Nhung đang nằm. Phí gặp mặt, nếu anh theo tôi thì sẽ có gấp 10 lần. Hai Nhung nhếch mép, ném sấp tiền về lại phía Văn Hùng. Tôi có hẹn, xin lỗi. Văn Hùng tức giận vì trước giờ cậu ta chưa bao giờ nhún nhường ai cả. Được, mời không muốn, muốn vừa khóc vừa đi, tôi sẽ cho anh thấy. Hai Nhung dường như không để tâm đến lời nói của Văn Hùng, hơi thở đều đều, anh đã ngủ. Văn Hùng quay lưng rời đi, tay nắm chặt sấp tiền, bước ra đường vẫy một chiếc xích lô rồi mất hút. Đường phố nhộn nhịp, không khí luôn ngột ngạt. Đối với Hai Nhung, đây là mỹ vị nhân gian. Sự chờ đợi, sự khó chịu, sự tức giận, tất cả sẽ biến con người ta thành một con người khác. Bước chân ba người dồn dập, càng lúc càng gần phòng của anh. Tiếng gõ cửa, anh cười rồi cất giọng. Mời bà vào, bà Phong Xuân. Bà Xuân bước vào với chiếc áo khoác lông thú thượng hạng. Bà quét ánh mắt một lượt nơi Hai Nhung đang ở. Hoàn toàn trống trơn, không có bếp, cũng không có giường. Độc nhất một chiếc ghế dài mà anh đang nằm. Bà Xuân lắc đầu. Anh ở đây sao? Hai Nhung gật đầu mỉm cười. Bà Xuân tỏ vẻ khó chịu vì mùi ẩm mốc trong nhà. Điều kiện tệ quá. Nếu cậu giúp tôi, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi hoàn toàn. Hai Nhung cười lớn. Những người như bà sẽ thấy nơi đây tồi tàn, nhưng với tôi, nó đang đầy đủ mọi thứ của nhân gian. Tôi tin chắc nhà bà không bao giờ có được. Bà Phong Xuân lắc đầu ngán ngẩm, nhìn anh lịch sự, sạch sẽ, không ngờ nơi ở lại như thế này. Thôi, vào vấn đề chính. Tôi muốn nhờ anh giúp, được chứ? Rất hân hạnh, người tôi đang chờ là bà đấy. Anh chờ tôi. Hai Nhung gật đầu đáp lại câu hỏi của bà Xuân. Anh nắm chặt cổ tay bà, một luồng khí xanh mát lạnh truyền vào tay anh. Hai Nhung cười khoái trá, rõ ràng người phụ nữ trung niên này rất đặc biệt. Tôi muốn anh làm cho lão Thanh chồng tôi, ông ấy quay trở về. Tôi nghe anh có tài trang điểm khiến người khác phải mê mệt. Nên... Bà Xuân chưa nói xong đã bị Hai Nhung ra hiệu im lặng. Tôi biết rồi. Anh nhìn một lượt bà Xuân, rõ ràng vẻ đẹp không hề kém cạnh các cô gái trẻ. Chỉ thấy một chút dấu hiệu của tuổi tác lưu lại mà lớp trang điểm không thể nào che đi được. Bà còn đẹp hơn các cô gái trẻ nhiều. Tôi nghĩ bà không cần thiết làm gì nữa. Chỉ cần... Anh ghé sát vào tai bà Xuân. Từng lời anh nói khiến bà từ xanh mặt chuyển sang ngượng ngùng ửng hồng đôi má. Sao anh biết? Hai Nhung điềm tĩnh trước câu hỏi, tựa lưng vào chiếc ghế như muốn ngủ tiếp. Bà Xuân xoay người định bước ra khỏi nơi ẩm thấp này, nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Tôi nghe nói anh từng họa mặt cho Xuân Hương. Sau biến cố tôi không gặp nó nữa. Anh biết tung tích nó không? Trong lòng anh có một cơn sóng khẽ chuyển động khi nhắc đến người con gái đầu tiên anh giúp đỡ. Anh im lặng, vờ ngáy như đã ngủ. Trước giờ đã nghe danh Hai Nhung là người cổ quái. Bà Xuân cũng không trách anh, dám không trả lời mình. Không khí ngôi nhà lại chìm trong im lặng. Chiếc ghế trống trơn, Hai Nhung cũng mất dạng. Đêm đó căn nhà nhỏ của Hai Nhung được một hôm tỏa sáng. Có người phóng hỏa đốt trụi ngôi nhà của anh cùng chiếc ghế anh yêu thích. Tuyệt nhiên trong đống tro tàn, dù có cố tìm kiếm nhưng vẫn không tìm ra được những hộp phấn và những chiếc cọ được cho là thần kỳ mà anh hay sử dụng. Có người sốt sắng lo lắng cho anh sẽ không còn được mọi người coi trọng vì mất thứ quý giá. Nhưng anh thì khác, tựa đầu vào gốc cây cạnh đống đổ nát, anh nói nhỏ. Vật của ta tự khắc quay về. Hai Nhung biến mất trong làn sương đêm, không ai biết anh đi đâu về đâu. Đoàn hát Kim Liên, nơi hậu trường. Cậu chủ, tôi đã làm như những gì cậu nói, đây là những thứ cậu cần. Trong tay một người mặc đồ đen là bốn hộp phấn cùng những chiếc cọ bằng ngọc của Hai Nhung.
chúng vẫn còn nguyên vẹn, không bám chút khói bụi của đám cháy. Rõ ràng chúng bị lấy đi trước khi căn nhà bốc cháy. Văn Hùng cười lớn. Rượu mời không uống, thích uống rượu phạt. Ta cho hắn nếm trải cảm giác không nhà không sự nghiệp, xem hắn sống như thế nào. Phấn cọ trong tay ta, ta cần chi cầu xin hắn. Rồi hắn cười lên. Giọng cười của Văn Hùng làm cho người bên cạnh cảm thấy có chút sợ hãi. Anh ta vốn không phải người hiền lành gì, phóng hỏa đốt nhà chỉ là chuyện nhỏ. Hải Nhung sẽ còn nếm trải nhiều thứ mà người có tiền như Văn Hùng ban tặng. Bên ngoài khung cửa sổ, Hải Nhung đứng sừng sững như pho tượng đồng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, sau đó thì thả lỏng, khuôn mặt giãn ra thích thú. Trò này vui hơn. Tin tức Hải Nhung bị cháy nhà, mất đi đồ nghề lan rộng. Những người vừa bị anh từ chối cảm thấy hả hê. Bắt gặp anh ở đâu, họ sẽ không tiếc mà ném về anh những ánh mắt khinh bỉ. Đối với người khác sẽ thấy như mất đi lẽ sống và đau buồn tột độ. Nhưng đối với anh, đây chỉ là trò đùa giải trí. Đêm hôm sau, tại nhà riêng của Văn Hùng, tiếng cười nói của nhiều cô gái cùng tiếng nhạc hò hét tạo ra bầu không khí náo nhiệt. Văn Hùng mở tiệc đêm, kêu gọi các cô gái có đam mê ca hát và diễn tuồng, nhưng chưa được tỏa sáng về hội tụ. Trên dưới có 7-8 cô xinh đẹp vây quanh hắn. Đương nhiên tất cả đều đồng ý tỉnh một đêm để đổi lấy danh tiếng. 4 hộp phấn được trưng ra, các cô gái đều háo hức sử dụng. Từng người được Văn Hùng nếm qua. Trời gần sáng tất cả giã rời mà ôm nhau ngủ trong tình trạng không ai có một mảnh vải che thân. Mùi hoan ái thâu đêm lưu lại nồng nặc. Mặt trời lên cao chiếu vào căn phòng gần chục người đang ngủ. Sau khi tỉnh lại như lời hứa, mỗi cô gái sẽ được dùng những chiếc cọ và phấn để trang điểm cho chính mình. Ai cũng háo hức chờ đợi. Văn Hùng vừa mở hộp kính ra, các cô gái lao vào nhau mà giành giật. Mỗi người một hộp, người này giúp người kia. Hơn nửa giờ cuối cùng ai cũng xinh đẹp. Văn Hùng nhìn họ nuốt bọt, hận không thể nếm thêm vì đã kiệt sức cả đêm. Trong lúc đang vui vẻ, đột nhiên một trong số họ lên cơn co giật rồi ngáp vật ra hộc máu chết tươi. Các cô gái còn lại cũng có người tình trạng tương tự, có người mặt mày nhăn nhúm lại như bà lão. Tất cả cơ mặt dính lại với nhau, da mặt căng ra hết cỡ, lộ cả lớp thịt và mỡ bên trong. Tiếng khóc, tiếng hét đau đớn thay cho tiếng cười đêm vừa qua. Văn Hùng vừa hoảng loạn, vừa kinh sợ, lấy chiếc chăn quấn tạm vào người. Hắn chạy ra khỏi căn phòng đó tìm người giúp đỡ. Sau lớp cửa kính, Hải Nhung điềm tĩnh xếp lại những thứ của mình vào một chiếc rương gỗ, rồi khuất bóng sau lớp hàng rào cao. Hơn 10 phút sau, người làm hàng xóm của Văn Hùng đều có mặt ở căn phòng kia. Ai ai cũng chỉ trích lối sống xa đọa kinh tởm của hắn. Các cô gái đã im lặng, nằm co quắp trên sàn nhà với những khuôn mặt biến dạng. Thông tin về tội ác của Văn Hùng nhanh chóng lan xa. Mặc dù gia đình có tiền, nhưng cha hắn không thể nào cứu vãn tình thế. Một lúc có 8 cô gái chết trong phòng hắn, dù có vô tội thì nói cũng không ai tin. Mặc cho hắn la hét kêu oan, đổ lỗi cho những hộp phấn ma quỷ, nhưng không ai tìm thấy dù là một ít bụi phấn. Tội ác mà hắn mang làm dậy sóng dư luận một thời, khiến cho ai nghe đến cũng tức giận mà muốn lột ra một kẻ thú tính, hoan lạc tập thể, sau đó là giết toàn bộ. Sau khi bị bắt 3 ngày, thị trấn lại nhận được một tin giật mình. Văn Hùng treo cổ tự sát. Đêm đó cai ngục còn nghe hắn nói chuyện một mình. Hắn cứ quỳ gối bái lại 4 bức tường, liên tục khóc và xin lỗi. Đến nửa đêm thì nín hẳn. Không ngờ hắn nghĩ quẩn, tự mình kết liễu. Những ngày tiếp theo, tên người làm từng giúp Văn Hùng phóng hỏa đốt nhà Hai Nhung bỗng dưng phát điên, tự châm lửa đốt đi nhà mình. Tại nhà bà Phong Xuân, lão Thành đã được vợ chăm sóc, không bước ra khỏi nhà cũng gần một tuần. Cứ ăn cơm xong là lão sẽ được một bình rượu mà đích thân bà Xuân ủ. Bà bảo đó là rượu rắn, giúp lão bồi dưỡng khí huyết, giúp cả hai mau chóng có con. Một bình, hai bình, cho đến 7 bình, lão Thành đâm ra nghiện rượu vợ ủ, không thể rời nhà nửa bước. Lão khao khát được uống cái thứ rượu nồng có chút mùi tanh, nhưng sau đấy là ngọt ngào béo ngậy. Lão không thể nào biết được thứ mà lão thưởng thức hàng ngày chính là những đứa con được tạo ra từ vụng trộm, từ những mối tình lén lút của lão.
hắn đang ăn thịt chính con mình. Lão càng nghiện, bà Xuân càng trở nên hạnh phúc. Ông Bầu Thanh ít lui tới đoàn hát, đạo chính thì không có, đoàn chỉ duy trì bằng tiền của ông Bầu. Ai nấy đều chán nản vì số tiền do không làm việc mà có được kia thật sự ít ỏi, không thể nào nuôi sống họ được. Hơn một nửa rời đi vì ít tiền, số còn lại cũng muốn đi nhưng chưa tìm được việc khác nên đành ở lại. Nhưng đêm đến họ đều bị quấy rầy bởi những vong nhi nghịch ngợm. Không biết chúng từ đâu đến, không ai biết chúng có số lượng là bao nhiêu. Chỉ biết trong số chúng có đứa đã đầy đủ tay chân và có giọng nói. Số còn lại thì có đứa chưa tượng hình xong, có tay nhưng không có chân, có chân nhưng không có khuôn mặt. Chúng chạy quanh chỗ người khác ngủ liên tục nắm tóc, nắm chân họ và cười vang trong đêm. Ai cũng kinh sợ, chuyện được đồn thổi khắp nơi, đoàn hát thanh xuân không còn ai dám lui tới. Đoàn hát sụp đổ hoàn toàn. Trong những đêm muộn, người ta thấy những đứa trẻ ấy phá phách bay khắp nơi, nhưng chỉ quanh quẩn ở đoàn hát. Chúng ê à học nói rồi gọi ba ba, tiếng gọi trong trẻo, sau đó là những tràng cười hi hí, làm người nghe sợn cả gai óc. Lão Thành dường như không còn đam mê với sự nghiệp mà lão gầy dựng từ lúc trẻ đến bây giờ nữa. Đối với lão, không có rượu là điều đau khổ nhất. Mình à, dậy đi, giờ cơm đến rồi. Tiếng bà Phong Xuân gọi chồng, hai mắt lão Thành đen như người mất ngủ, cả người hốc hác. Mặc dù đang ngủ nhưng nghe đến ăn cơm là lão giật nảy người thức giấc. Vì theo thói quen, sau bữa cơm sẽ là những ly rượu đầy thơm nồng. Lão nghiện rượu hay nghiện thứ khác, chỉ có bà Xuân mới biết. Chuyện giường chiếu lại rất khả quan. Điều đặc biệt là lão không ra khỏi nhà để hú hí với những cô gái xinh đẹp nữa. Lần này Hai Nhung không lấy phấn để trang điểm giúp bà Xuân đẹp hơn để giữ chồng. Anh chỉ bày cho bà một con đường để bà thỏa mãn bản tính. Khi yêu quá thì hóa si mê rồi chiếm hữu, sẵn sàng nuôi dưỡng một phế vật trong nhà chỉ để thỏa mãn. Tiếng hai vợ chồng cười lớn với nhau, cả hai rơi vào vòng xoáy trụy lạc. Ông Văn Kiến, cha đột của Văn Hùng, sau những ngày tổ chức tang lễ cho con trai, ông bực dậy cho người điều tra thân thế kẻ được cho là hại con ông. Sản nghiệp của tôi là đất đai cùng đoàn hát hàng đêm kiếm bộn tiền vé kia. Nếu anh điều tra được hắn là ai, từ đâu đến, thân nhân còn bao nhiêu người, kiếp này của anh sống trong nhung lụa. Người được cho là thám tử sáng mắt, hắn chính là kẻ Ngọc Duyên thuê trước kia. Không thể để mối ngon vụt mất, hắn không thể nói ra trước kia cũng từng đi điều tra Hai Nhung nhưng không có kết quả gì nhiều. Tôi xin hứa sẽ điều tra rõ gia đình hắn từ người nằm dưới đất đến người còn sống, đem tin tức về cho ông. Lão Kiến gật gù phẩy tay cho hắn lui ra. Lão xoa trán nhớ lại đứa con trai mà đau lòng. May mắn lão còn một đứa con trai nhỏ, vẫn còn người nối nghiệp. Văn Hùng là đứa con mà lão Kiến yêu chiều nhất, muốn nhà được nhà, muốn xe được xe, muốn người được người. Lão chưa bao giờ từ chối con trai thứ gì. Cái hôm cho Văn Hùng đi mời Hai Nhung về là muốn con trai trải nghiệm nghề nghiệp một xíu. Không ngờ kẻ đứng sau cái chết của con mình lại là kẻ mình từng cho là có tài và muốn hắn làm việc bên cạnh. Lão Kiến siết chặt tay, lão sẽ cho Hai Nhung biết thế nào là đau khổ, thế nào là mất người thân. Sáng hôm đó Hai Nhung đến tìm bà Phong Xuân, vừa được yêu chiều lại vừa được thỏa mãn dục vọng. Bà Xuân đẹp gấp 10 lần lúc gặp Hai Nhung lần đầu. Lão Thành đã ngủ, bà Xuân vui vẻ đón tiếp người mà bà cho là ân nhân của cuộc hôn nhân này. Bà Xuân phất tay, hai cận vệ bên cạnh đem một túi vải to đến, bên trong là những xấp tiền nằm ngay ngắn. Thưởng cho cậu, tôi không ngờ những thứ có sẵn tại gia lại có thể khiến chồng tôi quay về. Trước giờ tôi lại ngu muội không nhận ra. Hai Nhung ôm lấy túi vải tiền vào người, anh mỉm cười. Thuốc phiện thì dùng một lần, ai lại không muốn dùng tiếp. Còn rượu thai nhi thì nhờ vào tay nghề của bà Cao thôi. Lần này xem như bà tự giúp mình. Bà Xuân cười lớn. Tôi có ơn ắt trả, anh yên tâm ở đây. Sau này ngoại trừ tôi ra ở vùng này, không ai dám động đến anh. Thật không? Giọng điệu Hai Nhung trầm biếm.
Thật chứ? Vừa nói bà Xuân vừa dùng ngón tay trỏ sờ nhẹ trên mặt anh. Ngoài vẻ lạnh lùng khó gần, Hải Nhung cũng được tính là một mỹ nam với những đường nét hài hòa trên mặt. Phụ nữ bên cạnh anh không động lòng thì thật uổng phí. Ngón tay bà Xuân vừa sờ đến khuôn ngực của Hải Nhung thì bị siết lại. Bà không phải kiểu tôi thích, lo chăm sóc đứa bé trong bụng đi. Bà Xuân bất giác sờ bụng, rồi quay sang nhìn hai người cận vệ phía sau với ánh mắt khó hiểu. Hai cận vệ cúi mặt không dám ngẩng đầu. Bà Xuân có thai ở tuổi tứ tuần, rõ ràng đây là tin vui, nhưng nhìn bà có vẻ hoảng loạn. Tôi có thai. Hải Nhung gật đầu đáp trả câu hỏi. Bà Xuân không thể nói thêm gì, ra dấu cho Hải Nhung ra về. Anh vừa khuất bóng, bà Xuân ngã vật ra ghế, thở dốc, từ từ suy nghĩ. Đứa trẻ trong bụng chắc chắn không thể còn lão thành, vì bà đã cho lão uống thuốc bất lực sinh lý thời gian này. Vì thầy thuốc kia nói chỉ cần 3 tháng là lão thành không còn khả năng nối dõi. Dù quan hệ hùng hục nhưng không thể có con, đó là những gì bà mong muốn. Như thế càng khiến bà Xuân thêm rối bời, nhớ lại cái đêm đầu tiên cùng lão thành tận hưởng cái thứ kích thích gây nghiện. Sau khi hoàn ái, lão thành vật ra ngủ như chết, người bà như có kiến cắn, ngứa ngáy khắp người, lảo đảo ra khỏi phòng. Vừa mở được cửa thì bà Xuân ngã nhào, được hai cận vệ đứng ở cửa đỡ lấy. Bám được hai thân thể trai trẻ rắn chắc, bà lao vào hôn họ ngấu nghiến. Giúp ta thưởng. Hai người cận vệ nhìn nhau, khẽ nuốt bọt rồi lao vào bà như hổ đói. Bà Phong Xuân biết rõ cả hai chưa vợ con, suốt ngày theo chân bà đi khắp nơi, có đôi lần bắt gặp ánh mắt thèm khát. Lần này là có lời cho họ. Bà Xuân lắc đầu, cố xua đi những gì mình đã làm. Hận chồng phản bội, cuối cùng bà lại phản bội chồng đến nỗi mang thai nghiệt chủng. Bà sai người đặt lịch đi phá đi cái thai oan nghiệt, tránh hai tên cận vệ uy hiếp mình sau này. Lịch hẹn là buổi tối hai hôm sau, vì bà không muốn ai thấy dáng vẻ xanh xao của mình khi trở về. Càng không muốn lão thành biết bà làm việc khuất tất. Hai hôm sau, trên chiếc xích lô được cận vệ gọi sẵn, bà Xuân ngồi ngay ngắn cho người kéo xe chạy đi. Được một đoạn đến đoàn hát của chồng, người kéo xe đột nhiên dừng lại. Tiếng trẻ con cười hí hí bên trong khiến bà rùng mình rồi quát lên. Chạy đi, mày bị ngu hả? Sao dừng ở đây? Người kéo xe lấy chiếc nón to ra khỏi đầu rồi xoay mặt lại. Bà Phong Xuân lắp bắp. Mình... Sao lại là mình? Lão Thành trừng mắt nhìn người vợ hơn 20 năm chung sống. Sao không thể là tôi? Nửa đêm bà ra ngoài làm gì? Bà Phong Xuân nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, bước xuống xe. Tôi đến nhà anh hai có việc gia đình. Tôi thấy mình ngủ, nên tôi đi một mình. Sao mình lại giả làm người kéo xe, làm tôi giật mình? Thôi về. Bà Xuân kéo tay chồng, bà muốn rời khỏi nơi quái quỷ này. Tiếng trẻ con cười giữa đêm làm lòng người đàn bà mạnh mẽ như bà run lên từng cơn. Bất ngờ lão Thanh hất mạnh bà ra khỏi mình. Lão nghiến răng nói từng từ một. Còn đàn bà dâm loạn, mày muốn gạt tao hả? Hai mắt lão Thanh đỏ lên, bà Xuân sợ hãi. Mình mới hít thuốc viện trong phòng đúng không? Dứt lời, bà lấy tay che miệng mình. Bà vừa nói những gì mình che giấu. Lão Thành lao đến, túm tóc bà Xuân giật ngược ra phía sau, tát mạnh vào mặt vợ mình. Vừa tát lão vừa chửi rủa. Đi chết đi, mày hủy hoại cuộc đời tao. Tao không có người nối dõi, sống như súc vật ăn thịt cả con mình. Mày cho tao cả thuốc phiện. Hơn chục tát bà đôm đốp vào mặt làm bà Xuân choáng váng. Sau khi dùng sức quá lực, lão Thành buông tay thở hổn hển. Bà Xuân khóc. Mình biết hết rồi sao? Tôi xin lỗi, vì tôi quá yêu mình thôi. Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Lão Thành đứng dậy rút ở phía sau thùng xích lô một tuyết sắt nhọn. Từng bước bước về phía vợ mình đang khóc dưới đất. Bà Xuân nhận ra sát khí, nhanh chóng đứng dậy, chạy thoát khỏi cơn thịnh nộ của chồng. Xung quanh tối om, chỉ bên trong đoàn hát là có đèn. Bà chợt nhớ đến bên trong gánh hát có một căn phòng dựng lên khá kiên cố, có thể trốn ở đấy chờ chồng nguôi giận và có người giúp đỡ.
Bà Xuân chạy nhanh hết sức, lão Thành phía sau do vừa sử dụng chất kích thích, cơ thể có phần bay bổng, không biết mình đang làm gì. Hai vợ chồng khuất bóng sau rèm nhung gánh hát, lão chạy khắp nơi lăm lăm khúc sắt nhọn trên tay. Lão muốn giết chết người đầu ấp tay gối cũng là người hủy hoại cuộc đời lão. Cuộc nói chuyện của bà Xuân và hai Nhung, lão nghe hết hoàn toàn. Lão cũng uy hiếp để hai tên cận vệ khai ra chuyện xấu hổ ba người từng làm. Oan trái thầy, kẻ quen phản bội người khác. Sau khi bị cắm sừng lại một lần nữa, đã máu dồn tận não muốn giết người. Vậy bà Xuân, vợ lão, bà phải chịu đựng như thế nào? Lão chưa hề nghĩ đến. Bà Xuân biến chất độc ác giết người cũng vì có một người chồng vô dụng thất bại. Bà Xuân cố thủ trong căn phòng kín. Bên ngoài lão Thanh đập phá mọi thứ, miệng la hét. Mày ra đây! Tao muốn giết mày! Ra đây! Lão càng hét, bà Xuân càng sợ. Được một lúc không còn tiếng động nào nữa, tiếng la hét cũng không còn. Không khí như ngừng động. Tim bà Xuân như nhảy ra ngoài vì đập quá mạnh. Chờ thêm một lúc, bà Xuân nghĩ chồng mình đã đi nơi khác. Bà rón rén bước ra cửa, áp sát tay vào cửa để chắc chắn không còn ai bên ngoài. Tiếng cười của trẻ con cũng im bặt. Bà lấy can đảm mở một mảnh sắt chắn ở phía trên để ghé mắt nhìn ra ngoài. Đưa mắt nhìn ra, ánh đèn đỏ chớp tắt. Bà thở phào. Bất ngờ, tuyếp sắt xuyên qua khe cửa, xuyên qua mắt bà chọc thủng cả sọ. Bà Xuân không kịp hét lên mà gục đi trong tư thế thẳng đứng. Lão Thành bên ngoài đạp cửa vào được bên trong. Lão cười lớn rồi thu mình vào một góc mà lẩm bẩm. Con quỷ, mày chết rồi. Mày chết rồi. Tiếng bập bẹ gọi ba ba vang lên xung quanh. Bồng hồn những đứa trẻ được ngâm trong những bình rượu. Chúng gặp được lão, thay nhau bám lấy, kề sát mặt chúng vào mà gọi. Lão hét lên, thu sát người vào góc tường, mặc cho những vong hồn kia bám lấy giật tóc lôi kéo. Tiếng khóc tiếng cười hòa vào nhau, tiếng máu rơi xuống nền tí tách, đưa lão Thành vào giấc mơ hiện thực kinh khủng, nơi lão vừa giết người vừa gặp quỷ nhi. Lão Thành sau đêm đó trở nên điên dại. Thế lực nhà bà Xuân rất lớn nhưng không thể nào che giấu được căn hầm tội ác. Cả một vùng kinh sợ khi từng trang nhật ký của bà Xuân được công bố. Mỗi lần giết một đứa trẻ, bà lại ghi vào cách thức như thế nào được nêu ra rõ ràng. Những người yếu tim nhiều khi lại nghĩ chúng là bịa đặt. Nhưng khi những bình rượu, những bộ xương bị đóng trên tường được đem ra ngoài, thì mọi người mới tin là thật. Anh trai của bà Xuân dùng quan hệ rộng để giữ lại ngôi nhà kỷ niệm của em gái, nơi còn ẩn chứa một số điều bí ẩn của gia tộc. Lão Kiên, cha của Văn Hùng, lão dự định gặp bà Xuân để hợp tác, nhưng đùng một cái đối tác chết thảm. Tên thám tử ôm một số tiền bỏ trốn. Lão chỉ biết ôm cục tức. Lão Kiến nghiến răng nghe kéo kẹt. Thủ này lão phải trả. Nhưng Hải Nhung hoàn toàn mất tích. Dù cho lão có tung tiền thuê người tìm, nhưng không thể tìm được. Hải Nhung như bốc hơi khỏi mặt đất. Trong rừng tre gần đó, bóng Hải Nhung cùng một cái bóng thấp hơn khẽ ôm nhau. Ánh mắt Hải Nhung sáng lên, miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười quỷ dị. Quý vị thân mến, cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cả hai câu chuyện rất là hay đúng không ạ? Và đặc biệt ở câu chuyện thứ hai, đúng là tất cả các nhân vật trong câu chuyện ai cũng có những mưu mô tàn độc, tồi một cái sự dị biệt, một cái rất là biến thái tồn tại trong từng cái nhân vật trong câu chuyện này. Ai cũng vì danh vọng, tiền bạc, vì lợi ích cá nhân mà sẵn sàng làm những cái điều vô cùng khủng khiếp. Và hy vọng rằng trên cuộc đời này, những con người bất chấp vì tiền như thế này sẽ không tồn tại nữa. Bởi vì thực sự những kẻ bất chấp vì tiền, hắn sẽ rất dễ dàng để gây ra một cái tội pháp làm hại tới những người xung quanh. Và cảm ơn tất cả quý vị đã ủng hộ cho Duy Thuận. Còn bây giờ chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm nhé.